mình đi ăn đám giỗ ở xóm trên, nhà mình thì ở dưới xóm dưới, mới đi giữa xóm đuối hàng. Thôi ngồi ở đây nghỉ mệt, đây á, ham hố ăn uống, mình lên xóm chơi mình ăn đám giỗ nhà người ta, rồi một lát là vòng về xóm dưới người ta quất cái đám ma của mình. Thôi ngồi đây nghỉ mệt rồi về với đứa cháu, ăn cơm với đứa cháu cho nó chắc ăn. Ê, bà Vòng chị ơi. Ê, bà chị ơi, làm ơn cho hỏi thăm chút xíu. Bà chị ơi, bà chị, ông anh mới hú đó hả? ở đây có hai người, tôi không thổi không lẽ ma thổi. Có kêu người ta thì có tên có tuổi đàng hoàng, chứ đâu phải thứ mèo mã gà đồng đâu hở ra chút chút. Kêu đàng hoàng không dừng lại, hút gió mới dừng lại. Bảo đảm bà này hồi nhỏ cũng quậy banh nhà lòng luôn nè. Hỏi thăm Đâu bà chị vậy nè. hỏi gì? Tôi nhớ ngày xưa ở đây nó có cái cây. Cây đa. Rồi bây giờ người ta đốn rồi, người ta trồng nguyên cái cây cột đèn điện. Vậy hả? Bộ đuôi sao không thấy? Thì được, được. Còn ngày xưa tôi nhớ ở đây là cái đìa chăn vịt. Bây giờ người ta lấp đất rồi, người ta xây vận động để cho tụi trẻ nó đá banh. Vậy hả? Bộ ông Bộ anh bộ đuôi hay không thấy chứ gì? Xin khôn lỗi lắm. bà. Xa 70-80 cây số tôi nhìn tôi cũng vẫn còn thấy à. Sao mà thấy được? Nhìn bằng ống dòm. Vô duyên à. Không có dấu gì bà chị. Chủ gì? Nhà bà chị ở đâu vậy? Thôi, tưởng gì? Hỏi gần hỏi xa, chẳng qua hỏi nhà của mình. Giờ cái bản mặt là ăn trộm chắc luôn. Nhìn bà chị nhà có cái chỗ đó ăn trộm. Ông anh à, dừng nào cọp đó nha. Nãy giờ tôi thấy ông anh xúc phạm tôi nhiều lắm rồi. Ông anh tin không? Với cái thái độ này mà còn xúc phạm với tôi á, chỉ cần tôi búng tay một cái thôi, giang hồ tới luộc. Giang hồ Đàn em của tôi cỡ nào? 10 đứa lận nhắm ổn không? Mười. Một đứa nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, còn chín đứa kia đó cỡ tuổi tôi trở lên. Nhắm luộc nổi nó không? Xin lỗi bà. Giang hồ. Bà biết giang hồ gốc không? Kêu lại đây coi chơi. Nó nè. Một mình tôi dám chấp 80 thằng. Dám chấp 80 thằng, kết quả ra sao? Tụi nó vô bệnh viện hết. Trời ơi, ông quánh gì mà tụi nó vô bệnh viện hết vậy ông? Nó khiêng tôi vô bệnh viện hả? Cha nội này có duyên dữ lắm đây. Không nói dấu gì bà chị. Ngày xưa tôi có người yêu ở trong cái làng này. Tôi bảo đảm nha, ngày xưa ghệ cha già nè, bèo nhèo với chả dữ lắm. Bộ bà chị không được, tôi làm bèo nhèo bà chị tức hả? Cái gì? Ẩm có cửa đâu cưng. Đừng có mơ. Người yêu tôi đẹp lắm. Tôi nhớ nhà nàng ở đây nè. Đi thẳng rồi quẹo tay trái. Nhà nàng tôi nhớ à, ở sau đình. Ba nàng thì thích coi hát bội, còn nàng thì thích coi cải lương ở xóm đình. Ủa sao bà chỉ biết? Vậy người con gái đó tên là Nguyễn Thị Mén. Ủa sao bà chỉ biết? Ôi trời đất ơi, Đứng lại. Già mà còn háo sắc nữa. Háo cái gì nữa ông ơi? Ông cho tôi hỏi thăm, ông có phải là ông Tèo Chăn Dịch ngày xưa ở xóm đình không? Tèo Chăn Dịch. Bà chị là ai mà bà chị biết tôi vậy? Không phải mén đâu. Sao không phải mén? Xấu quá. Trời ơi, già rồi mà còn trẻ đẹp gì với ai đó. Ngày xưa, Ông ngày có xưa, ngày ông xưa có tặng cho tôi tôi có cho cô mén một cái. một cây kẹp lượm ở cống cống giữa hồ cá cha, thúi ơi là thúi nè, phải không? Ngày xưa tôi có tặng cho ông anh một cây khăn. Chiếc khăn thiêu hình con cua phải không? Đúng
cái khăn này rồi. Kỷ vật năm xưa đây mà. Mẹ. Từ đâu mà sư sao chục năm nay con về nhớ ông thầy mù nổi. Ô mẹ ơi sao già như vậy cha. Hồi xưa ta nói cái mặt láng e bây giờ mụn không. Tóc hồi xưa đen thui sao giờ trắng dữ vậy hả Tèo? Em có hơn gì anh đâu. Là sao? Bộ 60 năm nay mén không soi gương hả mén? Ngày nào cũng soi. Ngày xưa vừa đi vừa chạy, giờ đứng với ba chân này nè. Không có cây gậy này té thấy mụ nội. Ôi lại đây ngồi với anh đi cưng. Trời đất ơi thôi ông nội ơi, già rồi mà ông kêu cưng này cưng nọ. Lâu quá rồi 60 năm mới gặp. Mén à, từ lúc anh quen mén cho tới bây giờ cách trở 60 năm, lần đầu tiên anh mới thấy em cười tươi như thế này. Đời tôi bi kịch lắm ông ơi. Nếu mà tôi không cười chắc là tôi không sống nổi gặp ông tới giờ này đâu. Ý mèn ơi ông cũng cười kìa. Tôi sẽ làm bồ xanh mã đẹp nếu tôi không cười như thế này. Vậy thì hai đứa mình cùng cười ngày gặp nhau phải không ông? Thôi cho anh ôm miếng đi. Ê bậy. Bỏ qua đi nghe. Thôi tôi đi về. Sao về? Trời ơi ngồi ở đây với ông không có được đâu. Trời ơi tía là. Tía chết rồi còn đâu nữa mà la. Thì có gì thì ngồi với anh đi. Không được người ta dị nghị. Dù sao đi nữa tôi gái đã có chồng. Có chồng. Bà có chồng rồi. Có chồng rồi. Cái đồ phản bội. Cái đồ qua cầu rút ván. Cái đồ. Đồ gì? Đồ second hand. Xe kênh hay là đồ gì? Đồ cũ á. Cũ hả bà? Đồ cũ đi mà đặt hên này hên nọ. Mà tại sao bà có chồng? Bà không chờ tôi. Tôi chờ đợi ông quằn quại mòn mỏi thê thảm cho đến đúng một. Một năm. Một ngày. Bà này khoái lấy chồng lắm nè. Trời ơi tía đánh quá ông ơi. Thành ra sau một ngày đó tôi phải chấp nhận lấy chồng. Chồng tôi đánh tôi một ngày không đủ hai cử. Ăn cơm không ngon ông ơi. Trời đất ơi. Nó ở đâu? Chị nó dạ? Đâu mà chỉ nó cho tôi. Làm gì? Tôi xử nó cho coi. Trời đất ơi. Đứng cái chân nó còn dung dung rồi đi xử người ta. Còn miếng nào xử miếng đó. Ê, nó đi bắn muối rồi. Nó bắn muối là sao? Nó chết rồi. Là nó chết rồi. Còn ông nữa. Ông đi đâu biệt xứ 60 năm nay không về. Tôi có hơn gì bà đâu. Là sao? Tôi cũng có vợ rồi bà ơi. Trời đất ơi vậy mà chửi mắng tôi. Cũng may là tôi nghe lời tía tôi lấy chồng rồi. Chứ không chờ đợi con trai già này mò mỗi 60 năm mà không biết mùi chồng là gì rồi. Bà khác. Tôi khác. Khác chỗ nào chứ? Bà bị ép lấy chồng. Còn tôi thì bị... Thì sao? Bị gạt. Ai gài? Gái gài. Ủa con nào ngu mở gài ông vậy ông? Rời bỏ nơi đây. Tôi lên Sài Gòn. Tôi đặt xích lô tôi nuôi nó. Nó sanh cho tôi được thằng con trai. Năm con tôi 3 tuổi bắt đầu nó nổi cơn điên. Rồi một buổi chiều nằm đứng dưới gốc cây, một cơn gió thoảng bay ngang, trái me rớt trúng đầu nứt sọ. Từ đó tôi nuôi con tôi lớn lên lấy vợ cho nó, sanh cho tôi được thằng cháu nội. Con tôi bị bệnh qua đời, con dâu theo trai. Mà thú thật, ngày nào tôi nhớ tới bà không ăn không ngủ. Còn bà sao? Nhớ ông. Nhớ ông ăn ngủ gì được. Mà hôm nay em về làng chi đây? Không nói dâu gì bà. Thằng cháu nội tôi có người yêu ở trong cái làng này nè. Vậy hen. Mà nghe nói bà nội con nhỏ này khó lắm. Ừ. Tôi về đây kiếm bằng được bà này để tôi nói chuyện hả bà? Thôi, đừng có hung hăng nữa. Tôi nói tôi quen hết cả cái xóm làng này là ông coi nói cho tôi một tiếng đi. Tôi nói với bà nội vậy, nhỏ đó cho. Vậy hả? Ừ. Con nhỏ này là cô giáo. Wow, bạn đồng nghiệp của cháu gái tôi rồi đó nha. Vậy hả? Ừ. Nó có một ruồi ở đây nè. Một ruồi. Nó tên là Nguyễn Thị Út. Ủa sao bà biết? Nguyễn Thị Út, cháu gái của bà Nguyễn Thị Mén. Cháu bà. Hú
đối diện bất tương phùng. Là sao? Tôi không thể nào cho cháu của tôi lấy cháu của ông được, bởi vì cháu của ông là người ngoài làng. Ngoài làng? Ủa sao cái câu này nghe quen quen? Hồi xưa tía nói tôi với ông đó, đây là truyền thống gia đình nhà tôi, là gái trong làng dứt khoát phải lấy là trai trong làng. Gia đình tôi là thủ cụ bài tân mà. Thủ cụ bài tân? Ngày xưa ba bà cũng nói với tôi câu này. Chính xác. Cũng vì câu này mà tôi với bà yêu nhau mà phải xa nhau. Để bây giờ 60 năm sau gặp lại hai người mà sáu cái chân lận. Bây giờ người ta lên tới cung trăng rồi, bà cứ dậm chân tại chỗ hoài. Bà không sợ bánh xe lịch sử nghiền nát men hả men? Mắc gì phải sợ. Nói bà nói chuyện với cái đầu gối hay hơn. Thôi tôi đi về. Ôi về chi sớm em. Tôi về tôi kể cho cháu tôi nó nghe. Cháu tôi sẽ kể lại cho cháu bà nghe. Nhưng bà nhớ một điều đó. Một khi tôi rời bỏ nơi đây thì hình ảnh cô mén ngày xưa không bao giờ còn trong tâm trí tôi nữa. Vĩnh biệt bà. Anh Tèo. Tèo nào? Anh Tèo chăn vịt của lòng em. Gì vậy mén cưng? Thôi được rồi, phá lệ. Tôi đồng ý cho tụi nó yêu nhau. Vậy mới là mén của anh chứ. Lại đây ngồi với anh đi cưng. Dạ yeah, đồng ý rồi phải không? Đồng ý. Nhưng mà trước khi mà cho tụi nó mừng đám cưới đó, ông hứa tôi chuyện này đi. Hứa gì? Ông hứa với tôi là ngày tụi mừng đám cưới rồi đó, ông phải thức gần bên tôi suốt đêm. Thì thức. Không nổi đâu. Có anh đi mà làm gì không nổi. Già rồi không nổi đâu bà ơi. Đi mà. Bà đừng khủng bố tôi nữa bà ơi. Ê, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Ý tôi đó là thức gần một đêm, mình kể chuyện ngày xưa của mình cho tụi nhỏ nó nghe đó mà. À, uống trà đàm đạo thì được. Ừ. Chứ thức suốt đêm mà sáng là đem chôn tôi luôn đó bà. Sao mà người Sài Gòn nói chuyện yếu đuối quá vậy? 60 năm nay không gặp, bây giờ gặp lại nơi quan vắng này, trái tim vẫn còn rung động lắm. Sẵn đồng trống quan du không có ai nè. Cho cái đi. Trời Phật ơi, già rồi mà ông nói tầm bậy tầm bạ vậy vậy? Cho tôi hôn cái vậy. Hôn thì nói bà nó hôn. Nè má nè hôn đi. Không phải hôn vậy đâu. Chứ sao? Hôn môi vậy. Trời ơi. Già 80 tuổi rồi ông ơi. Ông hôn môi tôi, ông hôn vô lấy da. Răng nó dụng hết còn nú không sao? Trời ơi bà nghe cái tiếng gớm quá bà ơi. Bây giờ dẫn tôi về nhà đốt nhang cho ba bà. Sẵn thăm đứa cháu nội được không? Được, đi nha tôi. Đi từ từ nè. Bậy, đàng hoàng. Thôi ông ơi. Bà ơi. Thôi đi đại đi ông à. Đi. Ngàn muôn tia nắng đến quanh đời em, với ước mơ dịu dàng cho tình yêu đến tỏa hương bên đời. Trong lòng em khao khát từng ngọn lửa cháy sống tan màn đêm. Những giấc mơ muôn màu sẽ mang anh về, về gần bên em. Đêm nay em bước tình yêu đêm ngàn tia nắng sẽ sớm tan đi bao.
giấc, ngàn muôn tia nắng đến quanh đời em. Với ước mơ dịu dàng, chờ tình yêu đến tỏa hương bên đời. Trong lòng em khao khát, từ ngọn lửa cháy gió tan màn đêm. Những giấc mơ muôn màu sẽ mang anh về, về gần bên em. Đêm nay em mất tình yêu đến ngàn tia nắng, sẽ sớm tan đi bao xa băng mùa đông. Tình yêu mình sẽ lung linh trong đêm dài. Tình yêu là giấc mơ muôn màu, tình yêu là ước mơ dài lâu. Hey hey yeah, xin cho yêu thương về quanh đây người yêu ơi. Hãy thắp lên đi ngọn lửa cho tình yêu, từ ngọn lửa cháy cho tình yêu muôn đời. Tình yêu là ánh sao đêm muôn màu, tình yêu là lửa cháy mãi trong màn đêm. Ngàn tiếng ca sẽ vút bay lên trời cao cho đôi mình. Tình yêu là ánh sao đêm muôn màu, tình yêu là lửa cháy mãi trong màn đêm. Ngàn tiếng ca sẽ vút bay lên trời cao cho đôi mình. Không, tự nhiên em muốn có quà. Dạ. Ở đâu ra muốn có quà? Chuyện gì, vụ gì? Em muốn có quà mà không phải là dành quà với khán giả đâu, mà bởi vì á đang mùa Giáng sinh đúng không? Mà Giáng sinh thì ai cũng có quà, cho nên anh phải tặng quà cho em. Em muốn có quà, anh tặng quà cho em. Đương nhiên. Dạ. Anh sẽ tặng quà cho em. Dạ. Bởi vì em nói mà mùa Giáng sinh ai cũng có quà đúng không? Dạ. Vậy thì anh cũng phải có quà nữa, vậy em cũng phải tặng quà cho anh. Khó quá, thôi bỏ đi anh. Nhưng mà anh đừng có tưởng nha, muốn tặng quà là cũng phải có nhiều công phu lắm á, chứ không phải là muốn tặng là tặng đâu, bởi vì dễ bị hiểu lầm lắm. Trời đất ơi, tặng quà mà mình có tấm lòng mình tới đây anh tặng em, hay là con tặng mẹ, con tặng ba, con tặng bà hết vậy thôi. Trời ơi, nói như anh vậy đâu phải ai cũng giống như anh đâu, là muốn tặng ngay cái người mình tặng, mà đằng này á muốn thử thách rồi muốn làm cái sự bất ngờ cho người được nhận quà nữa chứ bộ. Hiểu rồi, hiểu ý chứ? Em muốn nói đến tiểu phẩm Noel ai cũng có quà do nghệ sĩ Đại Nghĩa, Ngọc Lan, Ốc Thanh Vân, Lê Hoàng và Lê Khánh em. Dạ. Nó nhìn nè, cái áo khoác này đẹp không? Đẹp đẹp. Cái khăn tràng này đẹp không? Đẹp lắm đẹp lắm, rất hợp với dáng má. Má nào? Má của con. Con của má nè. Con. Trời ơi, con lạng quanh con gái má đó hả? Dạ. Trời sao bữa nay mày ăn mặc gì kỳ vậy con? Ủa kỳ là sao má? Thì bây giờ Giáng sinh mà, con mặc đồ cho nó nữ tính thôi. Má nói là con phải nữ tính chứ con giống con trai quá. Thì đúng rồi, má luôn ước ao con là một đứa con gái có ăn có một cái nết ăn mặc dịu dàng chứ không giống như thường ngày. Nhưng mà cái này dịu dàng thì có dịu dàng thiệt á. Nhưng mà sao nó... Má thấy nó... Má ơi! Nó làm sao? Con đã chuẩn bị cho cái Noel này, con đã muốn con mặc đồ như vậy để mọi người khen con là dễ thương giống một đứa con gái thiếu nữ. Bây giờ ai trong nhà này riết cũng ai cũng nghĩ con là con trai chứ. Trời ơi, con gái không ai ngồi vậy hết trơn con. Nha. Ừ, đó, thôi. Má nói nghe, thôi mà đừng giận. Thôi mà. Hết đường chạy rồi đúng không? Giận má quá. Thôi đừng giận, má nói nghe. Bữa nay là Noel đúng không? Thì thôi con muốn thay đổi, con muốn mặc gì cũng được. Con gái của má mặc cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà mai mốt con chịu muốn thay đổi, mặc đồ sáng sáng lên cho nó trẻ trung nha con nha. Mặc đồ này nó màu nó tối, nó giống bà nội lắm. Thôi thôi thôi, đẹp đẹp. Trời ơi, đẹp nha. Vui lên, bữa nay Noel mình phải vui. Con vui thì cả nhà mình vui. Mà cả nhà mình vui thì ba con mới vui.
mà ba con vui thì cả nhà mình có quà. Con thuộc rồi, con đã nghe câu này rất là nhiều lần rồi. Con không biết là má có vui hay không, chứ con thấy là con không vui rồi đó. Sao vậy? Con đi vô phòng bây giờ con thay lại mặc đồ bộ đồ giỏ giống như bình thường để cho con men, con giống con trai luôn, con không bao giờ có mặc đồ nữa tính không hả? Thôi, mặc đồ này đi. Con không thích người ta nói con là giống con trai. Ba về, mặc y nguyên vậy, đẹp lắm. Vô ngồi. Rồi, ba về. Ba về. Cả nhà mình sắp đón Giáng sinh rồi. Bạn con kiếp. Bạn con hả? Bạn con chứ, ba chưa về. Ủa, con đâu có hẹn với bạn con đâu ta. Không phải bạn con má ơi. Vậy hả? Chắc lộn nhà. À vậy hả? Cô ơi, chắc là cô lộn nhà rồi phải không? Cô ơi, cô lộn nhà rồi. Ê, làm như hơi có vấn đề về đầu óc đúng không? Đúng không? Đâu có ai vô nhà người ta mà nhúng nhảy hoài đúng không má? Đúng rồi. Má nói đi là lộn nhà rồi. Để má xử. Dạ. Con gái. Ừ, chắc con lộn nhà rồi đó nha. Nha, thôi đi về đi. Nha, bữa nay Noel nhà cửa người ta tiệc tùng lắm la làm rồi. Ai kỳ vậy ta? Má, bàn tiệc của má chuẩn bị xong hết rồi á. Trời ơi, toàn là đồ ngon, đồ ba cũng thích không mà con ơi. Trời. Chung cửa, ba về. Lần này chắc ba về thì đúng á. Lẹ lắm. Để con ra con đón ba về. Má. Gì? Người ở ngoài á là. Má biết ai không má? Nó tuổi con dồi hả ta? Ủa? Vô nữa kìa má. Bây giờ sao mày xử nó đi? Ê, con xử nó đi. Chắc con xử thiệt á. Bây giờ con cái gì con được học là con đem ra con vận dụng hết. Đúng rồi, tay con không thích mấy đứa lì nói hoài. Đúng mà rồi. Không có hiểu lì là con tung trưởng là văn liền. Con chỉ hù thôi. Nó nghe nè, lộn nhà rồi. Bây giờ mời ra ngoài nha, chứ còn lì quá là tôi tung trưởng một cái là băng qua bên đường luôn á nha. Lì bà nội cha mà chứ lì nội nè con. Bà nội. Nội nè. Ồ, nhà này hôm nay hai người phụ nữ nhà này đưa tôi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Trời, sao má ăn mặc kỳ vậy? Noel mà con, hôm nay Noel mà, cho nên á má phải kỳ công, má phải sửa soạn như vậy á, má làm đầu 3 tiếng đồng hồ, má sắm bộ đồ này hả mấy triệu bạc của má, với đôi giày kết kim sa này chẳng chục triệu, nó giỡn chứ bộ. Đẹp con, trẻ ơi. Đồ này nó cũng đẹp đó. Cảm ơn con. Mà nó không có hợp với nội. Không có vui nghe. Con nói thiệt. Nội không thích câu nói này của con. Con nghĩ làm sao vậy? Nội đầu tư như vậy mà nghĩ sao không hợp? Con dâu nói một câu bảo vệ má coi con. Đi ra, nè nghe nói câu vui vẻ nè. À. Kỳ quá. Dạ, bộ đồ này đẹp. Đó, thấy chưa? Mà không có hợp. Y chang câu nãy à má? Không có vui. Hai mẹ con mà vô duyên quá đi. Nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao nó bộ đồ này không hợp với má? Nó quá hợp đây nè. Nó rất là hoành tráng, nó kia sao. Vậy để con nói lại. Nói lại má nghe. Dạ hợp. Mà không có đẹp. Sai nữa. Sai rồi. Trời, khó chịu quá. Thằng Trung đâu? Thằng Trung con tôi đâu rồi? Trời ơi là dạ, trời. Dạ. Mày về đây mày coi vợ con mày nè Trung ơi. Nó nói má không có đẹp, má nó không có hợp là sao? Là muốn trù ẻo má phải không? Nói là má già mà má còn xí xa, xí xọn, không có đúng lứa tuổi của mình. Như vậy là má sẽ chết sớm. Tụi bay muốn chôn má phải không? Tụi bay muốn bức tử má cho má chết. Dạ. Nội ơi nội. Con nói nghe là nội ơi. Trời ơi. Ngoan, má ơi con nói nghe nè, má đừng có làm cho bà nội bị tổn thương. Mỗi lần mà nội đau khổ là lâu lắm không có lành vết thương, cho nên bây giờ mình xạo một lần đi, mình nói một cái câu gì đó để cho nội vui đi, hiểu không? Không, mình bấm vào danh sách đúng không? Đúng rồi. Rồi nói. Bà nội ơi, cái áo đầm bà nội mặc bữa nay rất là đẹp và rất là hợp. Vui liền. Ít ra phải vậy chứ. Đúng rồi, bà nội vui thì cả nhà mình vui. Cả nhà mình vui thì chồng con sẽ vui. Mà chồng con sẽ vui thì cả nhà mình ta sẽ có quà. Vui quá. Ủa, Trung về chưa? Ba con chưa về. Điện thoại. Nói. Để con nghe cho. Chắc là ba con bị kẹt xe. Chắc gọi về cho cả nhà mình khỏi trông đó. Đúng rồi, đường xá đông đúc quá trời mà. Để con nói chuyện. Alo ba hả? Ba nè. Alo, phải ba không? Ba nè. Ba. Minh ơi, quà
quà của em bự lắm phải không? Quà của má bự nhất phải không con? Ba ơi ba, phải quà của con là cái quà bự nhất nhà phải không ba? Ba mua cho con cái gì vậy? Gì vậy mấy bà nội? Chú ba nè, chú ba tổ trưởng tổ dân phố nè. Không phải ba, mà là chú ba tổ trưởng tổ dân phố. Trời đất ơi, bà nội cha nó không nói rõ. Bể đồ gói luôn vậy. Dạ. Ê dạ. Tao mới gọi qua tao nói với mày, mày làm gì mà gia đình mày chửi bà nội cha tao vậy mày? Vậy chú ba nói là sao nhà mình chửi chú ba quá vậy? Chửi hồi nào? Tao chửi hồi nào? Tao nói nhỏ nhẹ chứ không? Kỳ quá à. Phạm gia đình mình quá mà. Ờ vậy hả? Thôi bây giờ con yêu cầu hai người đừng có nói gì hết nữa. Ok. Dạ. Tao cảnh cáo mày nha ba. Mày nghĩ sao mà dòng họ nó chửi mày hồi nào hả ba? Trời ơi. Mắc kìm mà mắc kìm không được đó con. Trời ơi, người ta là tổ trưởng tổ dân phố đó. Bà nội với là má bình tĩnh đi, đừng có nói gì nữa hết đi, để con nói chuyện nè. Má dạ. Có đổi nhà mày qua khu quá tổ mày. Má còn không có tiền đâu má. Nhìn. Ê, ngày bữa sau mà lên họp tổ dân phố tao phê bệnh cả gia đình mày nghe mày. Dạ, bây giờ lắng lỗ tai nghe tao nói nè. Dạ. Nói dạ, gì, nói dạ. Gì? Chú ba nói là nhà con là có bà nội với lại má thiệt là dễ thương. Thiệt đều đó. Dạ, dạ. Dễ thương, bà nội tao chứ dễ thương. Nè. Dạ, con nghe. Bây giờ á, xóm mình xảy ra mấy vụ trộm rồi nghe không? Giữ cửa nẻo vậy là nhà cửa cho cẩn thận nghe chưa? Có đi chơi Noel cũng nhớ khóa cửa đó, tao dặn vậy thôi. Dạ, vậy hả chú ba? Trời ghê quá. Dạ, con biết rồi, để con dặn nhà con. Con cảm ơn chú ba nhiều, con cảm ơn chú ba và chúc chú ba Giáng sinh vui vẻ. Nói cái gì mà dài quá vậy con? Hả? Trời ơi, chú ba gọi điện thoại, chú ba thông báo á là dạo này á trong khu vực nhà mình á là trộm hoành hành lắm, cho nên là nếu như mà không cửa nẻo cẩn thận là cướp như chơi. Trời ơi. Mệt ghê không? Có vậy cũng dặn nữa. Nhà người ta kính cổng cao tường, nghĩ làm sao mà trộm vô được chứ? Mà cục cứng ghê ta. Ngày hôm nay là con tưởng con về mấy lần, hồi nãy má về má bấm chuông là con tưởng đâu chồng con về. Rồi giờ gọi điện thoại con cũng tưởng chồng con về. Vậy hả? Nhưng mà má lột xác dữ lắm phải không? Ba mày gọi nữa. Lần này chắc chắn là ba nè. Mở loa. Dạ. Công bằng con. Alo. Alo con hả con? Má nè con. Má nè, con khỏe không? Alo. Alo. Má này con trai hôm nay má đẹp lắm, má làm tóc 3 tiếng đồng hồ đó con biết không? Khi mà má uống từng sợi tóc con biết không? Cọng thứ nhất á khi mà người ta bỏ cái ống cuốn vô ông uống á, xong mà cuốn thứ hai là người ta cách 15 phút người ta mới cuốn tới cuốn thứ hai và cuốn thứ ba thì má kể lại là đủ 3 tiếng luôn á. Má làm tóc 3 tiếng má kể lại 3 tiếng. Gia đình mình vui quá, gia đình mình vui quá. Dạ vui lắm anh ơi. Mình ơi mình. Để cho ba nói, để cho ba nói. Rồi má nói đi. Rồi giờ em đó. Mình ơi. Mình về nhà nha. Em tối nay em chắc là quà của em đẹp lắm á mình. Quà của má bự lắm á ông con má biết mà con thương má. Cho con xin một con bé. Ba đây. Con rất là nữ tính. Con giúp má chuẩn bị tiệc Giáng sinh để đón ba về đó. Đúng rồi. Hay quá. Cả nhà chuẩn bị tiền hết rồi hả? Về đi mình. Về đi nè. Ba kẹt công chuyện rồi, ba về không được. Ba không về được. Con má nói con nghe nè. Vợ con nó chuẩn bị cho con đầy đủ hết trơn nè. Có bàn tiệc nè, rồi có cái món mà thích là con món bánh canh cua, bánh canh cua ăn Noel á là lên bụng đó là nhưng mà ngon ha. Dạ. Má hả? Có duyên quá à, má duyên quá. Má có duyên nên tặng quà má bự nhất nha con. Dạ. Ba về đi vậy, má ơi. Chừng nào con về? Má ơi, vợ ơi, con ơi. Ơi, dạ. Bây giờ phải tăng ca kẹt công chuyện rồi về không có được. Ủa? Bánh canh thì nhà ăn đi. Nhưng mà có quà chưa con? Có chuẩn bị quà chưa con? Quà chưa mua kịp luôn. Thôi để quà Giáng sinh đi rồi con đem quà về cho gia đình cũng được. Ê, nhưng mà con ơi, hôm nay là Giáng sinh, đêm Noel rồi có quà chứ con? Rồi, về đêm Noel con cũng có quà cho má nè. Quà gì? Chúc má bé đi chết mất. Ủa? Rồi quà hiện kim hiện giờ có không con? Qua nói em mình tính nha, giờ con kẹt lắm rồi, nhiều chuyện quá đi nè, con phải lo nè. Alo? Alo? Mình ơi, mình. Alo? Cà tút. Rồi má. Bà nội nó yên không vậy đó. Nó tắt máy rồi con ơi. Chết rồi. Trời ơi là sao vậy hả trời ơi? Trời ơi, tại sao vậy hả Trung ơi? Là Trung ơi, má bỏ 3 tiếng đồng hồ má đi làm tóc, rồi má bỏ thời gian tiền bạc má đi mua đồ với đôi giày xịn này, thì tại sao cũng không về cũng tặng quà cho má hả con? Trời ơi, tại con á, không biết dạy thằng chồng con là sao hả? Thằng chồng con tệ bạc quá. Má ơi, chồng con là con trai của má đó. Má nói gì ghê vậy? Mệt ghê, má lo, má xuống ngày má chửi con trai má. Mà tất cả cũng tại con cha mày đó. Cha mày là thằng tệ bạc. Cha của con là chồng của má đó. Má biết rồi. Má chửi vì nó
nó tệ bạc quá mà tại sao vậy, con không dạy cha con dạy con hả? Cái gì vậy bà nội? Con không tin là má nói được câu đó luôn. Trời, tức quá mà tại sao vậy hả? Làm con phải dạy cha mình cho đàng hoàng chứ. Là không, nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao trong đêm Giáng sinh vui vẻ an lành như thế này mà vì một thằng đàn ông duy nhất trong nhà này nó không về, nó không tặng quà mà mình đi ngủ được chứ. Mình phải nổi loạn lên, mình phải quậy lên cho thỏa cái không khí Giáng sinh này. Thôi mệt lắm. Cái gì ba con không về mà tự nhiên cái bây giờ nổi loạn là sao con không có hiểu. Giờ má muốn gì? Nó không về thì chúng ta không được tuyệt vọng, chúng ta phải vui lên. Bây giờ có bánh canh cua phải không? Đúng rồi. Bây giờ má sẽ vô bếp để làm bánh canh cua. Bây giờ hai má con ăn cái gì nói má làm. Bà nội muốn là con với má con phải ăn mừng Giáng sinh. Bắt buộc. Phải ăn mới được hả? Bắt buộc. Ăn uống sao bây giờ hả? Tô bánh canh cua đó như thế nào? Nói đi, má vô má làm cho, nội làm cho con. Vậy thôi, bây giờ để cho bà nội vui đi má. Ừ. Má với con ăn đi cho bà nội vui nha. Rồi đây. Rồi, bây giờ mình được phục vụ nè. Dạ dạ. Dạ bây giờ bà nội làm cho con một tô bánh canh cua không cua. À không, bà nội làm cho con một tô bánh canh cua lấy cua không lấy giò. Ừ. Con một tô lấy giò không lấy cua. Ừ. Bà nội làm cho con một tô bánh canh cua lấy cua không lấy giò, nhưng mà lấy hành không lấy ngò nha. Con lấy giò không lấy cua, lấy ngò không lấy hành. Rồi bà nội làm cho con một tô bánh canh cua lấy cua không có lấy giò lấy hành, không có lấy ngò lấy muối mà không có lấy tiêu. Con lấy giò không lấy cua, lấy ngò không lấy hành, lấy tiêu không lấy muối. Thôi bây giờ bà nội làm cho con một tô bánh canh cua lấy cua không có lấy giò lấy hành, không có lấy ngò lấy muối, không có lấy tiêu, rồi lấy ớt mà không có lấy chanh. Con lấy giò không lấy cua, lấy ngò không lấy hành, lấy tiêu không lấy ớt, lấy muối không lấy chanh. À không, lấy chanh. Không, bây giờ con quyết định là con sẽ ăn một tô bánh canh cua lấy cua không có lấy giò lấy hành, không có lấy ngò lấy ớt, không có lấy tiêu lấy nấm mà không có lấy quyết. Con là vậy nè, lấy giò mà không có lấy cua, lấy ngò mà không có lấy hành, lấy tiêu mà không có lấy ớt, lấy chanh không lấy quyết. Cho thêm miếng tàu hũ. Không, bây giờ của con cuối cùng là cái tô cuối cùng nè. Trời là đất thôi, bây giờ... dạ. Dạ con mời hai má qua bên kia đường ăn giùm con hai tô bánh canh nha. Trời đất ơi, nghĩ làm sao vậy hả? Có hai tô bánh canh mà hành người ta như thú vậy. Trời đất ơi, ăn cái gì mà không lấy này lấy cái kia. Nghỉ ăn luôn đi. Trời ơi, ăn có hai tô mà hành người ta như quỷ vậy đó. Mệt quá, không có làm gì hết trơn á. Ai biết đâu, tại vì nãy ta đã không muốn ăn, ép ta ăn gì. Đúng rồi, con có nói là con đòi ăn đâu. Tại vì bà nội một hai là ép tụi con ăn chứ bộ. Mà ăn cũng phải khó vừa phải thôi chứ. Đứa lấy này đứa lấy kia, không lấy kia lấy nọ, sao biết phục vụ. Thôi được rồi, giờ tôi già rồi mà, tôi mệt chứ, tôi biết mệt chứ. Thôi rồi, bây giờ má muốn ăn cái gì để con lấy cho. Không có ăn uống gì nữa hết trơn á. Vậy chứ bây giờ bà nội làm cái gì? Ngủ. Má làm cái gì? Ngủ. Vậy chứ con làm cái gì? Dẹp. Gì? Tự nhiên ba người đi ngủ để bắt tôi dẹp. Trời ơi, Giáng sinh gì mà kỳ cục quá. Ui da đau dở quá. Ui da chật chân rồi. Ui da. Trời đêm nó quen mà bị chật chân. Ui da đau quá vậy. Ui da. Thằng quỷ. Thằng vô hồn. Làm hết rồi quýt dí. Ui trời đánh vậy. Tao đánh mày nè. Ai vậy? Đồng nghiệp chứ gì. Vô nhà người ta phải nhỏ nhỏ thôi. Mày vô mày la bà hỏi bà ấy. Nhìn là biết đồng nghiệp rồi. Giờ này mà giác cái bao lén lén vô nhà người ta là chỉ có đồng nghiệp với tôi thôi chứ không ai xa lạ hết trơn trọi. Ê đồng nghiệp gì? Ê đồng nghiệp gì ấy? Quay gì? Đồng nghiệp gì ấy? Trời ơi, nhìn là biết rồi. Chứ giờ này 12 giờ đêm đâu có ai mà lén lúc chui vô nhà người ta mà giác cái bao bự chà bá như vậy. Nó nghe nè,
Ui, nghe tao dạy nè, nghe không? Mới vô nghề thôi đúng chưa? Hả? Mới vô nghề, mai mốt mà có đi hành nghề, làm ơn, làm cho nó có cái tâm một chút. Anh em nó nghe nè anh em. Có tâm là sao anh em? Không hiểu hả? Bởi vậy tao nói mấy cái đứa vô nhà nghề á. Cái dĩa nó bẻ thôi mà, cái gì giống dữ vậy? Cái gì? Đừng có la. La tao đặt mặt mày bây giờ. Im. Cái này á, mày kêu là tai nạn nghề nghiệp, hiểu không? Thế mày nói có tâm là sao? Tức là đi ăn trời, đi vô nhà người ta đó, phải biết đầu tư một chút xíu. Mùa nào thức đó, hiểu chưa? Là sao? Giống như là ha, đang mùa nó ơn rồi đúng không? Mình phải trang phục đồ nó ơn đàng hoàng cho giống với người ta. Như vậy là có tâm đó. Tôi lại tóm lại là mày... Mày... Mày mày là ai vậy? Mày là ai vậy? Đào tặc. Ê là lương, chủ nhà nó xuống thiệt bây giờ. Bây giờ nghe tao dặn nè ha. Bây giờ mình phân chia lãnh thổ nghe không? Tao ở khu vực bên đây, mày xuống dưới bếp đi. Bây giờ mày bình tĩnh lại. Coi có gì đó mày lấy được mày lấy đi. Bây giờ mày bình tĩnh lại, mày bình tĩnh lại nghe tao nói nè. Mày không phải là người ta kêu mày lại để phát quà ông già. Phát quà Noel đúng không? Đúng rồi, không có phải. Mày không phải là ông già Noel đúng không? Không phải. Mày là đạo tặc đúng không? Đúng rồi. Mà là mày phải có tâm một chút. Cái thứ nhất là gì mày hiểu không? Cái thứ nhất là như vậy ha. Mình nói gì nói, mình đi ăn trộm, mình cũng phải để đức lại cho con cháu. Bài học dở lòng nè nha. Mày có vô nhà người ta mày ăn trộm, mày phải chừa lại cho người ta một cái món gì đó. Ví dụ như bây giờ mày ăn cắp cái tivi đúng không? Thì mày lấy cái tivi thôi, mày chừa cộng dây điện lại cho nó mua cái tivi mới nó cắm vô. Ví dụ như bây giờ mày mua một cái dàn máy, đầu đĩa, mày chỉ ăn cắp cái dàn máy thôi, mày chừa mấy cái đĩa lại như vậy cho nó đút vô mấy cái đầu khác nó coi, hiểu không? Còn nếu như bây giờ mày mà đi ăn cắp cái xe máy của người ta đó, tao biết rồi, mày phải chừa lại cái chìa khóa. Mày ngu quá, chừa lại cái chìa khóa thì làm sao mà mình chạy được chứ? Tao dặn này nghe không, mùa này thì mày phải bận đồ ông già Noel, mùa sau ví dụ Halloween thì mặc mày quá trang quỷ cho tao. Đến chi mình đi ra ngoài đường á, thiên hạ dòm thấy mình, người ta không có thắc mắc. Với lại nếu như mình có đột nhập vô nhà người ta thì chủ nhà mà dòm thấy mình, ít ra nó cũng phải tốn 10 giây nó suy nghĩ, cha nội này là ai, không lẽ nào là ông già Noel. Đến khi nó phát hiện ra mình không phải ông già Noel thì mình quơ hết cổ nhà nó, mình chạy rồi, hiểu chưa? Thì đừng la lớn chủ nhà người ta nghe, người ta phát hiện ra mình bây giờ, hiểu không? Mày sợ chủ nhà la đúng không? Ừ. Mày coi chừng trời. Mày không chừng làm bể nữa. Tao là chủ nhà nè. Con đi, cầm chọi vô mặt nó. Ăn ông trộm. Con chiêu con chơi hết đi con. Còn quá, con tính ngủ rồi mệt quá. Tôn chiêu nữa, nhưng mà nó xỉu rồi mà. Nó xỉu rồi. Ê, vậy qua nhà vô nhà người ta rồi nằm ngủ vậy hả? Vậy. Ê, nó nghe nè. Không vậy, tao tung chưởng nữa nha. Khoan. Ăn trộm á mày. Ê, cái bộ đồ thấy quen nha. Trời ơi, ăn trộm mày đặt mặt sơ mi quần tây, trời ơi, nghĩ sao đi ăn trộm, chắc là ăn trộm đêm Noel cho nên phải mặc đồ vậy cho đẹp đó má. Ê, hình như bộ đồ này hôm qua tao mới ủi nè. Mới vừa ủi cái bộ đồ này nè, hôm qua. Ê, má. Hả? Đồ này đồ của ba con nè. Ờ, đúng rồi. Tao ủi bộ đồ này cho ba mày mà. Đúng bộ đồ này luôn nè. Sao giờ nó ở đây? Dạ, người này là... Trời ơi! Trời ơi! Mình ơi! Mình! Mình ơi! Mình! Mình ơi! Sao trên phòng mình không ngủ mà mình nằm ở đây mình ngủ vậy? Mở đèn chưa? Mở đèn lên! Mở đèn! Mở đèn! Mày chung quanh tôi vậy? Ủa? Mở rồi! Chung quanh tôi vậy? Chết cha, mày đánh ông chỗ nào mà ông sáng luôn rồi. Con đánh toàn thây đó. Mình ơi, mình sao vậy mình? Trời ơi, đứng lên đi ba. Con ở trên phòng con nghe lục đục là má với con nói là ăn trộm chắc rồi. Lục đục là chính xác, trong nhà mình có thằng ăn trộm. Thì đó là ba đó. Ủa? Vậy là ăn trộm đâu? Không phải ba, trong nhà mình có một thằng ăn trộm. Bà nội la, phòng bà nội. Chạy ra đâu bà nội? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Quá
Bà nội chiến đấu với thằng ăn trộm hả? Nó sẽ ở trong phòng má rồi. Nhưng mà sao mặt má mình to lên tiếng cạnh vậy? Sao má máu không vậy? Không phải máu, không phải máu. Cái gì vậy? Cà chua. Cà chua hả? À chua, má cà chua ơi. Vậy đúng cà chua rồi. Má xay cà chua, má đắp mặt. Thì hả, má đang nằm trên giường thì tự nhiên thằng ăn trộm nó lao vô phòng má. Má ngồi bật dậy, thằng ăn trộm nhìn má, tự nhiên nó xỉu. Trời ơi, cứu má đi, má sợ quá con ơi. Con má sợ quá, má. Con nhìn má con cũng muốn xỉu nữa. Ủa vậy hả con? Thôi rồi. Thôi chạy ra để con lên con bắt nó. Ba. Trời ơi. Ba. Nó có nó đi để nó vậy đó. Hả? Con bảo vệ ba không? Không có gì hết, bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Nãy tôi bị dắp chân giờ tôi đau quá, giờ con Nguyên ở nhà lên đó đi nha, để tôi lo cái vụ quà. Quà gì? Quà tôi mua gia đình nè, để tôi lo quên bắt nó đi. Quà phát cho. Quà Giáng sinh. Không phải. Có quà. Vậy cái vụ trên kia sao? Có quà. Để tôi lo cho cái vụ quà. Tự lo đi. Ủa? Vậy? Ba chị vụ. Đi, con đi ra chỗ quà, con thích quà. Ê, nhưng mà. Quà này của con. Trời ơi, ở đâu mà má có hai cái, mỗi một cái được chưa? Bên! Trời ơi, cái này của con! Quà này của nội! Thằng ăn trộm! Chứ của con đâu không? Quà này mỗi một cái của con! Thôi thằng què tự làm luôn! Quà này của nội! Không! Của nội! Của nội! Quà này của nội! Đừng có rạch mặt em, đừng có rạch mặt em giống như người đàn bà trên căn phòng ấy. Là cái gì? Người đàn bà trên kia bị rạch mặt máu me, thịt thà bấy nhầy. Đừng rạch mặt em như rồi. Vậy à, trời ơi, đây nè, người đàn bà có gương mặt bị rạch nát. Ăn cà chua không? Ăn cà chua không? Ăn cà chua không? Gì? Ăn cà chua không? Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Gương kia bà đẹp nhất trần, ngày nay hoa hậu muôn phần đẹp hơn. Gương thần mà bây giờ cũng bày đặt phản phé ta, dám chê ta xấu à? Thái giám đâu rồi? Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Ta đang gọi đầu ở chổng là gì kêu giật ngược ra vậy trời? Trời ơi thái giám. Dạ. Con là người cận thần trung thành của ta. Đúng rồi. Hãy nói một cái sự thật hiện giờ. Dạ sao? Hãy bình luận về sắc đẹp của ta đi. Ta có đẹp không? Bình luận về sắc đẹp của hoàng hậu hả? Về cái vấn đề này thì cho thần no comment được không? Không comment hả? Dạ. Vậy like cái được không? Thôi like dạo cái cũng được. Like. Thôi ta nói vậy thôi, cho ta thích cái lời khen thực tế của thái giám. Tại thái giám là một người rất là trung thực, rất là chân thành. Nói cái gì là đúng cái đó. Bởi vậy thái giám, hãy nói sắc đẹp của ta đi. Ta như thế nào, ta có đẹp hay không? Trời khổ ghê vậy. Ở trong cung điện này đó, bắt thái giám làm cái gì cũng được hết, bắt hầu hạ cỡ nào cũng được hết. Nhưng mà mỗi lần mà kêu bình luận về cái sắc đẹp của hoàng hậu đó, nó khó lắm. Khó cái gì đâu, ta năn nỉ mà. Tại vì hoàng hậu có biết sao không? Sao? Cái mái tóc của thần đã dưỡng bao nhiêu năm nay rồi nó mới được như vậy. Mà bây giờ bình luận thật một cái đó, thần sợ không còn tóc để mà dưỡng. Trời ơi, cứ nói thật lòng đi, sắc đẹp của ta như thế nào, hãy bình luận đi. Hãy cho một cái lời khen chính xác nhất, cho ta lời khen đi. Ta như thế nào, ta có đẹp hay không? Vậy để thần tạm gạt bỏ hết những cái dối trá trong đầu mình. Đúng dành dụm
một ít chút xíu nào đó là sự thật của một vài điều quan tưởng mà viễn tưởng, hoặc là nó tưởng tượng ở đâu đó. Ủa mà thần nói cái gì vậy ta? Trời ơi, là sao? Cuối cùng cái câu đúc kết cuối cùng là ta có đẹp hay không? Hoàng hậu đẹp giả mang luôn. Ta cảm ơn thái giám. Dạ. Ngươi đúng là một người trung thành và chân thật nhất. Dạ. Đã khen được cái nét đẹp của ta. Ta biết. Dạ. Mà ta đẹp quyền uy, ta đẹp lộng lẫy như một cái bẫy như vậy, tại sao cái gương thần kia nó dám chê là ta xấu? Cái gì vậy? Sao? Dạ. Mắt ói vậy? Dạ không, hồi nãy á gọi đầu lỡ nuốt chúng xà bông nên nó nhợn. À vậy. Dạ. Hả? Thái giám. Dạ. Trái táo đâu, mua chưa? À táo hả? Táo thì thần đã lặn lội khắp nơi, đã mua được về đây rồi. Hoàng hậu chờ chút xíu nha. Rồi cái gì vậy? Cái trái táo mà nhét ở đâu vậy ông? Giấu kỹ. Trời ơi bà ơi, bà giấu ở đâu vậy bà? Để thần ráng rặn cho nó ra. Hả? Trời ơi đừng nói là nhét trong chỗ đó nha. Không có. Trời ơi, nhét vô cái đai nè, mà bữa giờ không có giảm cân, bụng bự quá, nó bị chặt, phải dán rặn hết bụng lại nó mới lọt ra. Ôi là trời ơi. Dạ đây, táo đây. Quan hậu, táo này có phải là táo độc không? Dĩ nhiên là táo độc rồi, không cần tẩm độc. Thần lặn lội đi qua một cái dương quốc bạn đó mua về, tại vì quân dương quốc đó nổi tiếng là hả, tẩm chất độc vô thức ăn cho người ta ăn bị độc chơi vậy đó. À đúng rồi. Dạ. Ta rất là thích trái táo này. Dạ. Bởi vì bây giờ mình sẽ cầm trái táo này. Dạ. Phải cho con Snow White. Dạ. Biết con Snow White không? Trời, con Snow White làm gì không biết, Bạch Tuyết với con nào? Đúng rồi, con Bạch Tuyết đó cho nó ăn quả táo này cho nó chết. Trời ơi, tại sao hoàng hậu lại cho con Bạch Tuyết ăn táo độc? Tại vì ta muốn trong vương quốc này chỉ có ta là một con nét đẹp vĩnh cửu, vĩnh hằng và vĩnh viễn. Con Bạch Tuyết không thể nào qua mặt cái sắc đẹp ta được. Cái gì mà ói nữa vậy? Dạ không, hồi nãy chắc đi lửa táo đó, cái chất độc nó bốc lên, cái hửi chúng cũng bị trúng thật. Trời ơi, nhưng mà nói cho hoàng hậu nghe nè, hoàng hậu bỏ ý định đó đi, nghĩ sao để tiêu diệt con Bạch Tiết, để cho cái sắc đẹp của nó bị tàn phai, là hoàng hậu đẹp nhất hả? Bỏ đi hoàng hậu ơi. Ủa trên đời vậy? Này nói thiệt, không có con Bạch Tiết, cũng có cả tá con khác nó đẹp hơn hoàng hậu. Trời ơi, Bạch Tiết nè đẹp lộng lẫy trong... da nó nha, nó trắng không cần sức kem trộn ha, còn cái mặt nó ha son đỏ tự nhiên, không có xăm môi đó, rồi ha tóc nó đen tự nhiên không có nhuộm. Còn hoàng hậu, trời ơi, nhìn kỹ lại đi, bà đi sửa 80 lần rồi mà làm như sửa bị lố hay sao á, cắt mắt gì đâu mà trợn ngược lên tới đây nè, đi xăm chân mày, mà cái chân mày nó xăm cái kiểu gì vậy? Người ta xăm dấu ớ, chắc bà xăm dấu hỏi, dấu ngã gì đó. Cái mỏ bà đó, bà bơm môi, bà bơm cái chất gì ở trỏng mà bây giờ nó thừ lừ à. Bà gốm lắm mà biết hôn, cô nói thiệt với bà bỏ ý định đi hại người ta đi, hại người ta mang thêm tội ác, làm cái bản mặt mình xấu đi nữa. Trời đất ơi. Quân đâu? Quân đâu? Hoàng hậu kêu kìa. Hả? Dám kêu là ta xấu à? Không có, thần chỉ nói sự thật thôi mà. Buộc miệng thần nói sự thật thôi. Trời ơi, tại sao nhà ngươi dám nói ta xấu? Dạ không. Trời ơi, ta căm phẫn ngươi. Cuộc đời của ta, ta chỉ thích nịnh thần thôi. Trời ơi, bởi vậy nói mà ta đẹp ta mới thích. Ha ha. Trời ơi, nói hoàng hậu rồi, hoàng hậu thích nịnh thần. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu ơi, hoàng hậu làm gì vậy? Hoàng hậu ơi, ý đúng trái táo này, trái táo độc của ta, táo của nước bạn. Người đi đâu cứu hoàng hậu? Trời, chưa có người phụ nữ nào mà đảm đang như mình. Mình đứng, mình múc nước giếng thôi mà mình cũng ngủ đứng, ngủ ngồi nữa trời. Ngủ gà, ngủ gật. Trời, mà sao trong giấc ngủ có chút xíu vậy thôi đó. Chỉ vài phút thôi mà mình cũng có một cái giấc mơ thật là khủng khiếp. Trời, sao trong cái giấc mơ mình lạ lùng vậy ta? Bạch Tuyết thì bảy chú lùn. Hình như kiếp trước mình làm như có cái làm bà gì ghẻ vậy sao nè. Kiếp này cái mình mơ bà hoài à.
mà sao thấy bà ác quá vậy ác? Cái cho ăn cái táo, bà tiếc cái chết. Ý chùa cái ác này ác đơn giản quá, không ác bằng mình. Ý Cam ơi, Cam ơi. Gì vậy mẹ? Cam ơi Cam. Gì vậy mẹ? Cam đâu rồi? Con hai nè, nè. Trời ơi, làm gì mà xanh lè, xanh lét như con két vậy bà? Tôi đang trang điểm đó, kêu con có gì không? Trời ơi, con của mẹ đẹp sẵn rồi, đâu có cần trang điểm nữa, làm gì đâu. Nè, trời ơi, con biết lúc nãy mẹ mơ gì không? Mẹ mơ gì ạ? Trời ơi, mẹ mơ hả? Mẹ mơ thấy mụ gì ghẻ trong bà tiết bà chú lùn. Chắc! Mà mẹ ngồi mà suy nghĩ hoài hà. Trời ơi, cái mụ gì ghẻ trong đó không có ép. Trời ơi, cho ăn cái táo rồi cái bà tiết chết. Kiểu đó thì người ta cũng phai đao ra, người ta tìm ra được cái người mà giết bà tiết đó là mụ gì ghẻ. Còn thời nay, mẹ cũng là mụ gì ghẻ. Nhưng mà mẹ có cách hại sát hại của mẹ mà không ai biết được. Mẹ hay yêu quá à. Mẹ cách gì vậy mẹ? Trời ơi, cái cách này hay lắm con ơi. Mẹ nói con nghe đi. Trời ơi, cái cách này đã thâm độc mà thâm sâu mà thâm cung mà bí hiểm lắm con ơi. Con thích quá à. Con là con của mẹ, mẹ sẽ dạy cho con. Dạ. Cách hiểm độc của mẹ để sau này con noi gương mẹ mà con học tập nghe chưa? Dạ. Nè, con lại đây. Sao mẹ? Nè, con thấy cái rau này xanh và đẹp như vậy không? Dạ. Sao mẹ? Mà con không được ăn rau này nghe chưa? Ủa sao vậy? Con thích ăn rau mà. Trời ơi, ăn rau là xanh là đẹp người, nhưng mà cái rau này là con không được ăn. Tại vì người ta đã phun thuốc trừ sâu và phun thuốc tăng trưởng quá liều. Khi con ăn cái rau này vô, con sẽ chích dần, chích mòn, con biết không? Ôi, thấy ghê quá vậy mẹ. Ghê lắm. Rồi bây giờ con chui trong phòng của mẹ đó, ở dưới gầm giường sẽ có một rổ rau xanh mát. Là rau đó là để làm gì mẹ? Cái rau đó là dành cho mẹ con mình ăn. À, cái rau đó là rau không có quá chất, rau không có phun thuốc trừ sâu quá liều. Đó, bây giờ con lặp lại cho mẹ biết hai loại rau mình nên dùng loại rau nào và không dùng loại rau nào nè. Rồi, mẹ nói một lần là con nhớ liền luôn. Ừ. Bây giờ là hai loại rau đúng không? Ừ. Là bây giờ là cái rau mà sạch ở trong gầm giường đó à, là để cho con tầm nó ăn. À. Cái đống rau này là hai mẹ con mình ăn. À đúng rồi. Mẹ thấy con khôn không? Trời ơi trời, bà ăn cái gì mà sao bà ngu vậy bà? Vậy bà hoài mà làm như bà bị thiểu não sao trời? Con nói gì là ngược rồi. Cái rau này là cho con tầm nó ăn. À à. Còn cái rau ở trong kia là hai mẹ con Càm ăn. Rồi con nhớ rồi. Nhớ hiểu rồi. Chưa? Dạ hiểu. Ừ. Rồi. Vậy hoài à, mà làm như cái chân bà dài mà cái não bà ngắn mà cục sao trời. Ôi kệ đó, bây giờ cái não không cần biết, con biết là con đẹp là được rồi. Ừ. Đó mẹ, mẹ thấy hôm nay con gái của mẹ có đẹp không? Ừ, đẹp. Trời ơi, ta nói nhìn con giống như con bướm vậy đó. Trời ơi, bay lượn hai cánh hay cưng quá hả, đi đâu mà đẹp vậy bà? Hôm nay là con bướm của mẹ đó, là đi chơi game show. Hả? Con đi chơi game show hả? Game show có cái tên là đi tìm người ác nhất. Trời ơi, vậy lạ hả? À? Hai mẹ con mình đi thi game show chắc đậu giải liền. Đúng rồi, mẹ là khỏi công ty là cũng đậu luôn á. Mà ai mà ác bằng mẹ đâu. Mà không biết sao tao không mời mẹ mà tao mời con ta. Vì con đẹp mà người ta mời con. Con thi game show đó hả? Ủa con đi hả? Dạ. Con cho mẹ đi với. Mẹ đi lên đó mẹ cổ vũ con. Thôi 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 mẹ đừng đi. Trời ơi, cái gương mặt của mẹ mà ngồi đại diện cái màn hình đó nghe, người ta vừa thấy mẹ cái lần người ta cho con đậu giải đi nha. Ủa sao vậy mẹ? Tại mẹ đẹp độc và địa đó. Đẹp độc địa luôn á mẹ? À, đẹp và độc địa luôn đó. Thấy không? Người ta đẹp độc đáo, còn mẹ đẹp độc địa mà địa không ai dám địa đó. Ở vậy tới hai mẹ con mình đi đi. À, mẹ đi lên đó hả, mẹ cổ dạ. vũ cho con nè. Trời ơi, mỗi lần mà con thi không biết thắng hay thua, mẹ cứ áp đảo tinh thần mọi người. Ê, con là chiến thắng, con là chiến thắng. Mà ban giám khảo hả, không cho con điểm cao hả, mẹ giạt lên, mẹ dằn mặt ban giám khảo. Ban giám khảo chỉ nhìn mặt mẹ, sợ quá cho con đậu luôn. Trời ơi, mẹ hay quá vậy, vậy cho mình đi liền đi mẹ. À, mẹ con mình đi nha. Dạ. Gì vậy bà? Con chào mẹ. Mẹ cho con đi thi game show nghe mẹ. Ủa sao kỳ vậy? Ủa con cũng đi nữa hả? Dạ, con đang rất cần cuộc thi game show này đó mẹ.
À, con muốn đi game show con. Dạ. Đúng rồi, con là con của mẹ mà. Mẹ cho con càng đi thì mẹ phải cho con tành đi chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, mẹ có một cái số việc mẹ muốn nhờ con làm. Con làm giúp... được hết. À, con giúp cho mẹ. Xong rồi mẹ sẽ cho con đi chơi nha. Dạ. À, game show là chuyện nhỏ thôi. Nè, Trang, con vô trong phòng của mẹ đó, con lấy rổ rau ra cho mẹ đi con. Dạ. Ừ. Bây giờ con giúp gì cho mẹ hả mẹ? Đây, con ra con lấy cái rổ rau cho mẹ. Mẹ ơi, rau đây mẹ ơi, nặng đây, quá đây. Mẹ ơi, phụ con mẹ. Đây, con vô con lấy cho mẹ một rổ ổ qua nữa con. Đó. Đó. Rồi đó, trộn hai cái loại rau này lên. Con mang cái rổ rau này cất đi con. Dạ. Đúng rồi, giỏi quá. Cái này làm cái gì mẹ? Trộn mấy cái ổ qua này lại với nhau nè đó. Rồi. À, ngày xưa trong chuyện tắm cám á, là cô tắm trước khi đi kể hội á, là phải nhặt đậu xanh, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đỏ rất là phức tạp. Còn ngày nay mẹ sẽ làm đơn giản hơn, mẹ trộn hai loại rau, một loại rau sạch và một loại rau có thuốc tăng trưởng. Bây giờ con nhặt hai loại rau riêng ra. Rau sạch ra rau sạch, rau có kích thích tăng trưởng ra kích thích tăng trưởng. Rồi đây ổ qua cũng vậy ha. Con lựa cho mẹ ha. Ha, cái nào ra cái đó ha. Ủa rồi sao con biết để lựa? Cái nào nó cũng giống như cái nào thôi. Nó có cách, có cách hết. Mà cái đó là cách do con chọn nha. Bây giờ mẹ đi nha. Lẹ lẹ con mẹ ở ơi. Nhà nha. Bây giờ con ráng lựa ha. Mẹ đi chơi game show ha. Hẹn gặp con ở game show. Bye bye nha. Chị ơi, đi mẹ ơi. Trời ơi, nó mở đây mà nó lựa cái rau này mẹ nghĩ. Mẹ game show xong còn chưa lựa được nữa. Mẹ ác với con dữ vậy mẹ ơi. Khổ gì trời. Bây giờ làm sao mà biết được cái nào có thuốc và cái nào không có thuốc. Nhưng mẹ ác với con dữ vậy. Con là cô Tầm mà, chứ không phải cô Tắm ngày xưa đâu. Khổ quá vậy. Ước gì bây giờ có ông Bụt. Ước gì có ông Bụt. Ông Bụt sẽ giúp ta. Ông Bụt sẽ biết đâu là có thuốc và đâu là không thuốc. Trời ơi là trời. Không có giỡn. Trời ơi, đâu là thuốc, đâu là bông thuốc. Ô, quá nhì. Trời ơi, đang luyện phim nè. Ô, đâu có quá nhì ở đây vậy. Quá nhì à? Nói vậy đây là cô... Cô... Cô hồn các đảng. Dạ. À, cô Long. Cô Long cái gì? Ta như vậy mà là quá nhì à? Chứ ông là ai? Ta chính là ông Bụt đây. À, ông là ông Bụt. 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 Thì bốt. Trời ơi, cái chữ nó dễ gần chết mà đánh gần kỳ cục vậy. Ta là cái bụt là khác. Cái bụt là cái chỗ người ta ngồi là u cờ út bờ út bút nặng bụt. Còn ta là bụt. U tờ út bờ út bút nặng. À, thì ông đánh dần cho nó đúng cái gì. Đúng. Bụt với bụt khác nhau gì. Tóm lại bây giờ ông là ông bụt hay là ông là ông. Ta chính là cái ông. Chào ông. Ông Bụt ơi. Ông Bụt cho con biết là thời buổi này có Bụt hả? Thôi ta mình phát âm cho chuẩn lại chút xíu. Tại ông à, bây giờ ông muốn Bụt hay là ông muốn. Thôi bây giờ kêu gì cũng được. Kêu ông gì cũng được nha. Dạ. Bỏ cái chữ đó ra đi nha. Nha. Không. Con không tin ông là ông Bụt. Tại sao? Nếu ông là Bụt thì chim của ông đâu? Chim nào? Vậy là ông không phải là ông Bụt rồi. À, cái bầy chim mà đi theo ta đó hả? Đúng rồi. Mấy con sẻ đó hả? Yên tâm đi, bây giờ ta đi một thân một mình không có chim. Tụi nó ở không đi vô chùa hết rồi. Ủa vô chùa chi vậy ông? Kinh doanh 40.000 một lòng. Mấy con chim ta nuôi hay lắm. Để cái lồng chim ở đó bán cho bá tánh xong, thả nó bay khoảng chừng 10 phút, tự động nó chim nó bay về lồng lại. Rồi ai lấy tiền đó? Bá tánh lấy. À. Ta huấn luyện chim vậy thôi, cho có công ăn chuyện làm chứ ở không ngoài cũng tội nghiệp nó. Còn cái chuyện gì nhà ta giúp đây. Ông ơi,
Bây giờ á, mẹ con bắt con á phải lựa cái đống rau này ra, cộng nào có thuốc và cộng nào không có thuốc. Lựa đống rau này. Dạ. Cộng nào có thuốc, cộng nào không có thuốc. Theo ông cộng nào thuốc và cộng nào không thuốc? Chà. Chà. Như vậy là mệt chim ta rồi. Chim của ta nó chỉ chuyên lựa đậu thôi. Bây giờ rau thì bà nội nó biết. Chết rồi, mà một phải có cách nào cứu con chứ. Nhưng cách con trễ giờ con đi chơi game show. Ta đã xuống đây là có ý muốn giúp nhà ngươi rồi. Yên tâm đi, ta sẽ suy nghĩ. Ta đã có cách. Cách gì vậy? Rất dễ. Nhìn trong đống rau nè, kiếm cọng nào mà bự thiệt bự, sắc nhỏ ra đi nấu canh cho ta uống. Nếu mà ta uống vô, ta bị trúng độc, đưa đi cấp cứu thì cọng đó là cọng có thuốc. Hiểu không? Rất là bụt. Là bụt sao? Hay quá. Nhưng con nói cho bụt nghe vậy, nếu cái chén nào mà có thuốc, con sẽ không đưa cho bụt uống đâu. Tại sao vậy? Con sẽ đưa cho mẹ con uống. Bởi vì mẹ ác với con quá. Cái gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên con ác lại với mẹ con? Tức nước dở bờ bụt ơi. Không được, không được, không được. Con là tên Tầm, nhưng mà cái cốt của con kiếp trước là Tấm. Kiếp trước của con là một cái người hiền lành, con hiểu không? Con không cần biết, đóng vai hiền nó khó đối với con lắm. Không được, con phải là đào đẹp, con phải là một cô đào dễ thương. Con không thích đào đẹp, con không thích đào dễ thương. Con thuốc mẹ con hả? Con không phải thuốc, mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Ép con quá thì phải lãnh hậu quả. Thôi cái chuyện này từ từ tính đi, còn có gì nhờ ta nữa không? Còn cái này. Đây là sao? Thì trái nào có thuốc và trái nào không có thuốc. Cái này, trái nào có thuốc, trái nào không có thuốc. Dạ. Cái này mới dễ nè, cái này khó chứ cái này dễ ẹc à. Đây nè, con nhìn đi, con thấy trái nào mà héo, mà nhỏ, đó là trái không có thuốc. Còn trái nào mà đẹp, mà căng, mà bự, trái đó có thuốc. Cũng giống như lên mạng, con nhìn mấy con hot girl, con thấy con nào mà mặt nó căng thì căng, nó đẹp không tì vết, con đó có ra qua chỉnh sửa rồi. Đó, đứa nào mà đưa cái mặt lên mà còn chỗ này đen, chỗ kia đồi mồi, đứa đó là không có qua chỉnh sửa, hiểu không? Ôi. Quá dễ. Cái mặt ông to quá, cái mặt ông căng quá. Ôi, ông có bơm mặt không? Ê bậy, cái mặt này mặt tự nhiên nha, mặt tự nhiên. Mặt tự nhiên có phụt đó hả? Ừ. Sao? Cái này sao? Dễ không? Quá dễ. Vậy thì lựa đi. Con không lựa được. Tại sao? Trái nào nó cũng no tròn hết trơn. Trời ơi, làm sao con lựa đây? Trời ơi, má của con chơi cắt cớ thiệt luôn á. Nghĩ sao mà bỏ trái với nó vô như vậy? Chà. Bụt ơi, phải cứu con. Con sắp đến giờ đi thi game show rồi Bụt. Trời, nó còn không đi được game show này. Con chết đó Bụt ơi. Quá dễ. Ta đã có cách. Cách gì Bụt? Con lột đồ con ra đi. Không phải, con lột đồ con ra, con đổi đồ với ta. Ta sẽ đổi đồ cho con. Con đi thi game show, còn ta sẽ ngồi đây, ta lựa rau, ta lựa mấy cái trái này. Mẹ của con vô, mẹ con thấy, mẹ con tưởng con còn ở đây, trong khi đó con đã thi game show rồi. Bụt tự tin quá. Ta làm được mà. Bụt ơi, một bữa chà má lửa, còn nhỏ xíu, bộ đồ này sao Bụt mặc vừa. Nói gì cái sắc đẹp, Bụt cũng không thể nào là đẹp bằng con rồi, đúng không? Mặt bụt bự chà bá, mặt con nhỏ như cái chén. Vậy bây giờ làm sao? Con biết, Bụt phải cứu con. Phải cứu con hả? Bụt phải có trách nhiệm cứu con. Bà nội, Bụt cứu cũng không được nữa. Nhưng bây giờ con phải làm sao? Bây giờ ngồi đây, ngồi la, ngồi khóc, ngồi kêu Bụt hoài hả? Nè, hãy chống mắt lên xem ta là ai đây. Hey! Ông rảnh quá à, giờ này ông đi chạy bộ. Chạy vòng cái mặt ông thấy kinh quá à. Giống như mẹ con vậy. Mà sao ông thấy gớm nữa. Ôi em đừng có giỡn nữa. Xin giới thiệu, ta là mẹ nè con. Ủa mẹ đó hả mẹ? Chứ còn ai nữa. Ủa sao mẹ đang làm cái trò gì vậy? Mẹ đang làm cái trò 2 trong 1 đó con. Mẹ cũng là bụt mà bụt cũng là mẹ. Mẹ ơi, cái gì sao mẹ chơi cái trò gì kỳ vậy? Có gì đâu, có cái trò này đâu có gì đâu mà kỳ. Chỉ có trò này thì mẹ mới biết bản chất của con Tầm nó là sao. Trời ơi, cái con Tấm ngày xưa nó đâu có ác
như cái con tầm thời nay đâu. Con nghĩ sao mà con lấy cái rau quái chất này hả? Rồi con nấu canh đó con cho mày ăn cho mày chết bất đắc kỳ tử hả? Trời xin lỗi đi ha, con đừng có mà ác như vậy với mẹ nghe chưa. Nè bây giờ con ngồi đây con lựa cái rau này đi, con lựa tới Tết cũng không có một cái rau sạch nào đâu. Mẹ báo cho con biết cái rau này là cái rau tẩm quái chất hết rồi đó nghe chưa. Nhanh lên con, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, thua nữa rồi. Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Dứt hết. Cô sữa. Chào bác sĩ. Trời đất ơi, cô lý tá chứ không phải là lính đâu mà chào kiểu đó. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy để em chào lại. Ngồi xin chào hoàng quân. Ngồi không riết rồi quẩn trí phải không? Chứ bây giờ làm gì anh, rảnh quá mà chơi điện tử thấy cũng bị khùng vậy anh. À... Lên nóc nhà ta bắt con gà. Bỏ đi. Lo mời bệnh nhân vô khám. Bệnh nhân đâu mời? Ủa, cô giỡn với tôi hả? Hồ sơ chất cả đống như vậy mà không có bệnh nhân à? Trời ơi, đây nè anh ơi, đem cho anh coi luôn nè. Ngày là ta xin sửa lại nha. Cái bà này nè, nhớ bà không? Anh sửa cái mũi của bà làm sao mà chống cái mũi mà lên tuốt ở trên trán của ta luôn này nè. Bây giờ ta nó sửa lại ta kiện kìa. Ở đó. Còn đây nè, chưa hết đâu. Cho coi hết luôn cái tường tận. Nè, thấy không? Ừ. Cái mũi này sửa tuột xuống như cái mỏ người ta. Người ta hả mỏ không được, đụng cái mũi. Hả lên ăn cơm được, đúng không? Cái này mới quan trọng. Em nói thiệt á, em không ngờ tại sao có thể sửa được như vậy. Người ta đi chỉnh lé, ta tới anh ta chỉnh. Chỉnh con lé không chỉnh, đi chỉnh con nguyên. Bây giờ hai con lé đều luôn. Ủa quá mà. Đó là tai nạn nghề nghiệp thôi. Thôi bây giờ vậy nè. Ở đây á, sẵn tiền không có ai. Em hỏi thiệt anh. Anh em với nhau. Sao? Nói thiệt đi, cái bằng mua ở đâu? Nè, cứ dòm kỹ gương mặt tôi. Cái mặt này làm gì có chuyện mà thi lấy được bằng bác sĩ. Trời đất ơi, vậy sao đi dám phẫu thuật cho người ta hay vậy? Làm mỗi ngày biết nó quen tay. Trời ơi, đi mổ cho người ta mà làm như là trồng ruộng hay là đi chặt thịt heo vậy trời? Quen tay luôn hả? Nè, cô mà không phải là em họ tôi là tôi đuổi cô từ 8 kiếp rồi đó nha. Họ gì ông ơi, bỏ đi nha. Em với anh không anh em họ gì trơn trời đó. Cái gì? Anh nhớ không? Em vô xin việc em nói anh em họ, em đưa hồ sơ anh mà anh không có đọc. Em mở ngoặc đàng hoàng. Anh là con bà Bảy. Bà Bảy là em ông Tám. Ông Tám là anh ruột của bà Chín. Mà bà Chín á là với là ông ngoại em là anh em nuôi. Cho nên là không ảnh hưởng gì, không có liên quan gì á, hiểu không? Trời đất ơi, sao không nói rõ từ đâu? Thôi bây giờ sẵn tiền ở đây, em nói chuyện cho anh biết luôn là sau ngày hôm nay em sẽ xin nghỉ. Tại sao? Em không muốn tiếp tay cho anh nữa. Trời ơi, cô làm gì cái túi là cô phụ tôi. Cô dùng cái từ mà tiếp tay làm như là tiếp tay với đồng đảng vậy đó. Thôi em nói em nghe. Mới có cái dòng nào lên ngang mình nha. Rõ ràng cái tiếng động mà. Anh là... ơi, có khi nào anh sửa rồi chết người rồi giờ ta hiện hồn. Nó kìa. Có không? Có không? Không có đâu. Vậy hả? Rõ ràng em thấy có người mà nha. Đúng rồi. Ê! Trời ơi! Cái gì vậy? Rồi làm gì hết hồn vậy? Ai đây? Dạ. Em xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu em với. Cứu giùm em với bác sĩ. Nè, bác nè, sĩ. Nè. Có thấy đường không? Đồ y tá. Ủa, bộ này là đồ y tá. Đồ y tá. Vậy đồ bác sĩ nằm đâu? Bên kia à. Ừ. Trời quá vậy. Tôi bác sĩ đây. Dạ. Ừ. Chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu em với bác sĩ ơi. Ngồi xuống đi bác sĩ, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bác sĩ, hứa với em một chuyện, đừng nói với ai là em đã từng bước chân tới đây nha. Yên tâm. Tôi là phương châm của tôi làm việc là tuyệt đối giữ bí mật. Dạ. Hứa là phải giữ lời. Lâu lâu á hơi hứa lèo thôi. À. Không, lâu lâu ổng hay ăn bún nước lèo lắm. Ổng hay thèm. Em cũng thề là đừng nói với ai là chị đã từng đến đây nha. Ừ, em cũng hay ăn uống nước lèo lắm chị. Nào,
cô còn chuyện gì? Sữa. À, khoan, tôi nhìn cô thấy quen, quen lắm. Quen? Chưa gỡ mặt ra sao biết quen? Ủa vậy hả? Tôi kêu bà gỡ mặt ra mới thấy bà quen được. Đâu, cô gỡ khăn ra coi. Đó, bây giờ thấy quen rồi nè. Quen không? Bà bán phở ở đầu đường đó, bà nội bán phở mà em anh lại ăn hoài đó. Bán phở đây à? Dạ em đây. Xin lỗi nha. Dạ. Bây giờ tôi tiếp nhiều khách bệnh nhân quá cho nên tôi không có nhận ra. Không sao. Hàng xóm mà. Không giận đâu, biết công việc bộn bề. Dạ dạ. Bác sĩ giúp cứu em. Cứu em đi, cứu chị đi cưng, cứu em với. Ủa, cô bị cái gì? Chồng em sắp bỏ em rồi, rước em về giùm dưới. Cái gì? Ê dạ không, sửa sắc đẹp giùm em dưới. À hiểu rồi. Chồng chê. À. Sắp sửa lấy vợ bé chắc. À. Dạ đúng rồi, hâm dọ hoài à, đòi bỏ em hoài à. Thôi được rồi, giờ muốn sửa sắc đẹp để cho chồng mê trở lại gì phải không? Dạ dạ. Yên tâm, đó là nghề của tôi mà. Đâu, có thể tháo cái khăn cho tôi coi được không? Thật ra Khoan nha, vô trong đây là làm việc phải có nguyên tắc đàng hoàng nha. Chị muốn làm cái gì? Đẹp. Đẹp đúng không? Đi qua đăng ký đồ đàng hoàng, chị đâu phải muốn chợ muốn ra muốn vô. Còn anh nữa, bác sĩ thì ngồi đây đi, chừng nào tôi dẫn khách tới em mới tư vấn được. Qua đây đăng ký nhanh. Trời đất ơi, bà làm thư ký bà làm gì bà nội tôi. Dạ, thôi cứ làm theo đúng thủ tục đi. Khách đông lắm chị ơi, không có thời gian đâu nè, nhanh lên nha. Tên gì? Tên là Thị Phở. Thị Phở. Trời, bán phở tên Thị Phở luôn hả chị? Dạ. Mấy tuổi chị? 45 tuổi. 45. Muốn sửa gì? Thấy cái gì không được thì cứ sửa toàn thân. Tôi nói gì chị biết nghe chưa, là bây giờ khách đông lắm cho nên là không có thời gian đâu. Trời, phải hẹn trước đó. Chết rồi, vậy hôm nay không được ngày mai tới hả? Không, tới liền bây giờ. Liền luôn chị, tại vì hôm nay hên có khách quỷ. Cho nên là chị giờ vô liền luôn nè bác sĩ. À bác sĩ, em dẫn bệnh nhân tới thôi, bác sĩ tư vấn. Có khách quỷ hả? Dạ, quỷ rồi. Dạ vậy người ta kẹt quá đó cho nên là... Dạ, mời con ngồi. À dạ. À là mời... Uống nước đi chị. Cảm ơn em. Dạ rồi. Bác sĩ. Đó, mình làm việc phải có nguyên tắc đồ đàng hoàng. Dạ, bác sĩ nhìn em đi. Được, cô ngồi yên tôi mới nhìn được. Đưa thẳng mặt ra đây. Thật ra cái gương mặt của cô cũng không cần sửa nhiều. Mặt kia là cũng tương đối rồi. Ý như vậy là bác sĩ nói em đẹp đó hả? Trời em ơi, chị đẹp mà phải không em? Trời, lần đầu tiên có người khen em đẹp. Cảm ơn em khen chị đẹp. Này, đừng có nhồi nữa, nồi yên chỗ đó tôi coi. À, thật ra chỉ sửa một số ít thôi. Ví dụ là cái chân mày á thì có thể mình nâng lên chút. Dạ dạ. Cho nó có vẻ thân sắc một chút xíu. Dạ. Cái lông mi á thì phải trồng. Đừng có cấy nó sẽ rụng. Trồng tầm chết cho luôn. Ừ. Dạ trồng. Con mắt thì anh vậy mình trồng lông mi rồi mình có cần phải bón phân không anh? Cô im đi, cô rảnh quá. Ghê quá. Trồng cô hay giỡn vậy mà chứ không có gì. Dạ dạ. Con mắt thì cái trồng nó chưa có đủ ra tình. Tôi sẽ làm cho cô cái tròng mắt hình lục giác. Rất là ngầu. Cái tròng mà hình lục giác. Ừ, đặc biệt có mình phòng mạch tôi làm thôi. Dạ. Yeah. Cái lỗ mũi thì chịu khó gọt lại một chút. Dạ. Yeah. Cái môi bơm tí thôi. Rồi chặt hai cái má, xương má lại. Chặt. Ừ, chặt xuống. Không có gọt, chặt luôn vô bỏ. Em nói tóm lại như vậy là cái mặt của chị đó, trừ cái tóc ra là còn nhiều sữa banh hết. Không có nhiều đâu nha. Dạ, thôi bây giờ dạ. Đi vô trong đi rồi tôi sẽ dùng máy vi tính. Không sao, chị đừng buồn. Xấu không phải là lỗi của mình. Chỉ là lỗi định mệnh thôi chị. Không sao, đừng buồn. Định mệnh chị buồn như vậy hả? Đúng rồi. Thôi được rồi, vô trong đi tôi sẽ dùng máy vi tính để cho con thấy cụ thể cái mặt sau khi sửa. Thấy không? Bác sĩ thề với em đi, hứa với em là sau khi sửa xong em sẽ đẹp như tiên. Đây, đây, đây cô ơi, có hình mẫu đây. Đây là trước khi sửa và sau khi sửa. Hả? À không, đó là trước khi sửa này sau khi sửa. À dạ. Rồi, yên tâm nha. Em đẹp được như vậy luôn. Rồi, cảm ơn vô em, đây. Cảm ơn bác sĩ. À. Trời ơi, em sẽ đẹp. Ai... Thêm một con nhạn xa bẫy nữa rồi. A-di-đà-phật. Lòng
lý thuyết có bạn, vợ chồng có đôi. Sao nhìn cái mặt mình nó sai sai sao đó ta ơi? Ước gì cái này nó lên. Mô Phật. Cái này nó Mô Phật lên. Bà Hai. Mô Phật. Bà Hai mới về hả? Mô Phật. Bà Hai. Mô Phật. Bà Hai. Bà Hai. Bà Hai. Bà Hai mới về. 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 Bà Hai đi luôn. 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 Bà Hai đi. 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 Bà Hai mới đi chùa về con ơi. Mô Phật, Mô Phật. Thiện tai, thiện tai. À, Mô Phật, Mô Phật. Ê, Mô Phật, Mô Phật. Lạ, lạ, lạ nha, lạ nha. Bà Hai. Mô Phật gì? Mới đi chùa về. Ờ, mới đi chùa về. Lạ vậy? Ê, đừng có đụng vô chuỗi bà Hai chua vàng đó con. Mô Phật, Mô Phật. Không, nhưng mà nó lạ lắm. Nó không có giống cái chàng chuỗi bình thường. Thì sao giống được con? Bà Hai thích cái chuỗi này hơn. Chuỗi ở trong chùa nó đều nhau lắm, không có thích. Nè, cái chuỗi này giống như cuộc đời mình đúng không? Ha, cái nhỏ nhỏ là xuống chó nè, thấy không? Cái này cái bự bự là lên voi đó, cuộc đời mình lên voi xuống chó. Thấy không? À, bà Hai đang nói chuyện với con thấy không? Ha, bà Hai lần thấy không? Thấy không? Nói chuyện với bà lần dừng lại đây. Cục bự ghê sao không? Bự. Đó, cuộc đời bà Hai đang lên voi. Cái bà Hai nói chuyện tiếp cho con chút xíu. Cái gì dừng ở đây. Không, cục nhỏ xíu cuộc đời còn đang xuống chó. Ờ, nó vậy đó con. Không, không, bà Hai lần là cái này là của cuộc đời bà Hai chứ. Không, lần giùm con. Cuộc đời bà Hai. Của con. Cuộc đời bà Hai. Qua bà Hai. Cuộc đời bà Hai. Qua xuống chó, xuống chó. Xuống chó, xuống chó, xuống chó, xuống chó. Lên, 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 xuống chó. Cuộc đời công an tới ngồi chờ công an. Con quỷ. Mày nha mày, mày ghẹo bà Hai hoài nha mày. Mệt mỏi à. Trời đất ơi. Rồi. Khát nước chưa? Khát nước quá. Nước bà nước. Hai nói thiệt nha, bước vô nghe mày hát không bà Hai mất mệt rồi hả? Tối hôm qua tivi chiếu Tô Ánh Nguyệt phải không? Ủa sao biết hay vậy ta? Trời ơi, rành tánh con quá mà con. Thấy không? Tivi hôm trước mà chiếu cái gì là hôm sau bà làm y chang vậy. Hên nha. Bữa hôm qua mà tivi chiếu phim ma, bữa nay tôi bỏ chạy rồi. Ủa sao vậy? Về thấy mày treo toàn ten giữa nhà chắc xỉu mà. Trời ơi, nạt nó đúng điên, nghĩ sao con tự tử với bà Hai? Ai biết được mấy người điên hay đẹp. Bà Hai, bà Hai. Có chuyện này vui lắm nha. Kể cho nghe vui lắm. Đâu thấy gì vui? Không, chưa kể mà. Bởi vậy nên đâu có thấy gì vui. Thì giờ kể nè. Thì kể đi. Bữa coi Tuần Lan Giờ Đẹp á, xém chút đi cạo đầu với ông Lan rồi đó. Vui không? Không. Không vui hả? Không. Vui mà. Đâu vui? Vui. Không vui. Vui, 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 trời ơi, bà giết con, bà giết con nha con ơi. Trời ơi, cái thứ cái con này nha, mày ghẹo bà suốt ngày nha con. Mày nha, mày chưa? Bực bội ha. Bà. Gì con? Có cái chuyện này con suy nghĩ mấy tháng nay rồi, bây giờ con quyết định luôn. Chuyện gì? Con vẫn sẽ làm công cho cái nhà này, nhưng con sẽ không lấy tiền lương nữa. Mô Phật, tốt vậy ha. Trời ơi, sao con tốt quá vậy con? Trời ơi, bởi vậy, trời Phật anh linh ha. Bà mà chịu khó đi chùa là thế nào cũng gặp được người tốt. Dạ, nhưng mà bà phải hứa với con một điều á, là bà sẽ nói với cậu á, mỗi tháng á, cậu cứ lấy tiền lương của con đi, xong cái cậu sửa cho con một món. Là sao con? Thì á, tháng này á, cậu cứ lấy cái số lương đó, xong cái cậu sửa cho con cái con mắt ở bên phải. À. Cái xong cái tháng sau cậu lấy cái lương nữa, cái cậu sửa cho con mắt bên trái. À. Cái tháng sau nữa cậu lấy cái lương đó cậu nâng cho con cái mũi. À. Cái tháng sau nữa cậu lấy cái lương đó cậu kéo cái chân phải con ra. À. Cái tháng sau nữa cậu lấy cái lương đó cậu kéo luôn cái chân trái con ra. Khoan xí xí cho bà hỏi chút xíu. Rồi ở giữa cái hai tháng mà kéo chân nữa con. Rồi cái chân cao chân thấp rồi con đi làm sao? Dạ đi nè. Trời ơi, giờ sao mày làm việc? Bình thường được hết luôn á. Trời ơi. Rảnh quá à. Thôi con ơi, mày như vậy là đẹp rồi. Trời đất ơi, không có sửa cái gì hết trơn á. Bà không có đồng ý con sửa cái gì. Cứ để tự nhiên là tốt nhất rồi đó con. Nhưng mà sao bà sửa nát hết trơn cái mặt vậy? Tại cái này chẳng bất đặng đừng. Thôi con hết, con thấy mất cái mặt giống như bà. Cái môi giống như bà quyến rũ. Thôi không, không, không có hay lắm đâu. Đồng ý. Không đồng ý con ơi. Đồng ý, 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 đồng
thằng tao ý sửa cho Lữ Hoàng. Công an tới người, công an tới người, ai đây, ngồi tôi, đây là nhà của bà đúng không, nhà tôi, bà là vợ bác sĩ đúng không, không có, bà nói đi, bà là vợ bác sĩ, bà nhận đi, ngồi xuống, ngồi chờ công an đây, quay lại đây nhìn tôi. Tại sao bà để chồng của bà làm ăn như vậy, hả, chồng của bà đâu, bà kêu chồng bà ra liền liền, kêu ra liền cho tôi. Chị ơi, chị bớt nóng, để từ từ em kêu ảnh ra. Con, vô cái phòng thờ kêu ông ra đây. Tôi không có giỡn với bà nghe chưa, tôi kêu là kêu chồng bà ra đây, bà kêu đem cái bàn thờ ra đây làm cái gì? Dạ, anh ở trong phòng thờ chị. Dạ, anh ở trển. Cái gì, ngày nào cũng lên phòng thờ ngủ hả? Dạ, không, anh ngự ở trển 46. Có nghĩa là sao? Dạ anh mất lâu rồi chị. Mất rồi? Dạ. Cái gì vậy? Mới phẫu thuật cho tôi đây mà bây giờ mất làm sao? Hả? Cái gì mà mất nhanh vậy? Bị cái gì mà mất? Bị cái gì mất? Người rồi, chồng tôi mất cách đây mười mấy năm rồi. Mười mấy năm? Dạ, mô Phật, chắc lộn người lộn nhà rồi. Nè, chị là vợ ảnh, anh chị giấu chồng chị đúng không? Chồng chị làm ăn không đàng hoàng, anh chị giấu chồng chị đúng không? Đúng không? Thôi, hiểu rồi. Phẫu thuật đúng không? Ờ. Kiếm cậu Tiếu đúng không? Bác sĩ Tiếu. Đúng rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, chị làm hết hồn. Tiếu là con của tôi. Dạ. Con? Con của tôi, chứ không phải là chồng của tôi. Mẹ đúng không? Tôi là mẹ nó. Dạ. Nặng hơn nè, cái này có nặng hơn nè. Mẹ gì trời mà dạy con gì kỳ cục vậy hả? Để con mà đi phẫu thuật cho tôi. Cái khuôn mặt tôi vậy nè. Trời ơi, bà nhìn đi, bà nhìn cái khuôn mặt tôi đi. Nhìn đi. Đỡ bà con ơi. Trời ơi, trời ơi. Sao cái mặt nó ghê quá. Cái mặt nó ghê quá. Ôi trời ơi, sao ghê quá. Thái độ của hai người là sao? Đó, hai người nhìn tôi mà hai người còn chịu không nổi thì làm sao tôi có thể nhìn tôi nổi đây? Bây giờ làm sao đây? Kêu ra đây, kêu con bà ra đây. Ra đi cho tôi. Chết rồi. Con có dí đâu không? Dí không? Sao không ở ở ngoài phòng mắt tại vì đây vậy hả? Trời ơi má. Trời ơi, bị dí lắm. Bác hai bị dí quá trời luôn. Đi tá con. Sửa cho người ta. Trời ơi, bận bác hai. Đâu ngoài đường. Con nói cho bác hai nghe nha, ổng sửa cho người ta. Sửa vợ của ông đầu gấu ngay chợ. Sửa vợ cái mặt của người ta banh rồi. Bây giờ người ta bao dây cái phòng khám. Vợ ơi, có dí vô tới đầu đây không đây nè. Đi má. Qua đây. Ủa dạ. Là cô y tá đúng không? Ủa bà con mình dưới quê lên hả? Không phải, kiếm con á. Vỡ đi. Trời ơi, thêm một người nữa rồi anh ơi. Cái thêm gì một vậy? Người nữa rồi. Cái gì mà em phúc quả người? Trời ơi, nhìn đi, nhìn đi. Quan gia rồi. Ngồi im đó. Ngồi im đó. Nhận ra tôi không? Nhận ra nhan sắc này không? Không, tôi chưa bao giờ gặp cô mà. Cô nói đi. Cô nói cho ông biết đi. Trời đất ơi. Ai? Đi chỗ khác sửa làm gì không lại phòng mạch tôi. Sửa đẹp gấp đôi cái này ghê quá. Biết tôi là ai không? Tao không ăn phở nè, tao ăn hủ tiếu. Tôi tên Phở. Bà Phở á. Cà Lâm rồi đúng không? Nói không nổi luôn đúng không? Phở hả? Cái này là ai? Tác phẩm này là của ai? Bây giờ anh đến cái mặt tới tôi hả? Tôi tới anh mà. Tôi làm để làm sao để đẹp, để chồng tôi không có bỏ tôi. Tôi tới tôi làm anh xong tôi đi về nhà, chồng tôi mới hâm dở thôi. Tôi vừa về nhà thấy cái mặt tôi lỏng nộp đơn thẳng lên tòa luôn rồi. Bây giờ anh đền cho tôi đi. Trời ơi. Được rồi, chuyện gì phải từ từ giải quyết. Làm gì ôm sòm vậy? Cái gì? Muốn đền cái gì? Ừ. Tôi giàu mà. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho. Đền tiền đi chị nha. Chị ơi, thôi giờ muốn bao nhiêu. Ý đi. Cái con gà dại thì cái mang. Không mấy lỗi là cũng của tôi. Chị bớt giận dòm qua khuôn mặt tôi chút đỉnh. Môi chị sao lố vậy? Dạ, con tôi nó làm đó chị. Dạ, lỗi tại tôi chị ơi. Mẹ mà cũng không tha nữa hả? Chị ơi, bớt giận nghe tôi nói. Tôi biết là con tôi nó không có bằng cấp gì, nhưng mà nó vẫn hành nghề bác sĩ thẩm mỹ. Bởi vậy nên tôi lại còn ủng hộ nó bằng cách là đưa cái mặt của tôi cho nó làm thử nữa. Nó làm xong rồi tôi còn can đảm khen đẹp. Còn cho nó tiền mở nữa. Lỗi là tại tôi hết á, không phải tại nó đâu. Bây giờ không phải là giờ nhận lỗi, mà bây giờ cái mặt của tôi tính làm sao? Dạ
dạ tôi đền. Cái này bằng vàng. Con đi bán ra đền tiền cho cô. Giờ đúng đó. Bao nhiêu tiền bây giờ chị nói đi, bây giờ lấy tiền ba ra giải quyết thôi chứ giờ đâu còn cách nào nữa đâu. Cô nghĩ sao vậy? Tôi không cần tiền. Tôi giàu mà. Bây giờ anh muốn nhiêu? Tôi đốt anh được đó. Cái gì? Ủa anh muốn bao nhiêu tiền? Bán phở mà khùng khé là già. Bán phở giàu hả chị? Tôi bán phở nhan sắc mà. Phải có nhan sắc ngồi tính tiền mới có tiền chứ. Bây giờ cái nhan sắc tôi về làm sao tôi ngồi cái quầy tôi tính tiền được đây? Bán phở nhan sắc là mình lấy nhan mình đốt xong rồi mình sắc ra lấy nước nấu phở. Sắc hành đó dạ. Tôi giỡn chứ nhan là những người hả? Trời ơi, phân bây tích giờ tính làm sao cái nhan sắc của tôi đây? Tính tiền cho tôi. Không phải tôi thua công an tôi quậy nát nhà này cho coi. Cô bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ bồi thường. Cô muốn bao nhiêu tiền nói lại đi. Tôi không cần tiền. Chứ mà chị muốn cái gì? Cái gì? Tôi cần chồng. Đền cho tôi đi. Đền sao rồi đền được. Anh phải lấy tôi. Thấy cái áo anh móc ở trong nhà tắm không? Áo nào? Trời ơi, anh mới móc hôm qua mà. Cái áo thun trắng của anh đó. Nè. Trời ơi, không phải cái này. Cái mà có sọc á. Áo thun trắng mà nó sọc á. Hả? Trời đất ơi. Em lo đây luôn đó hả? Mà sao? Sao? Hửi xong chưa? Anh nói gì? Cái gì? Anh mới dùng từ gì? Hửi xong chưa? Anh nhìn vợ của anh sao mà anh dùng cái từ hửi? Anh phải dùng một cái từ nào đó nó hoa mỹ hơn chứ. Sao tự nhiên mà nói người ta mà hửi một cái từ không hoa mỹ gì hết à? Hửi thành nói hửi. Có gì đâu mà em thắc mắc. Em không thích dùng cái từ đó, em không thích. À, vậy thì kiểm tra xong chưa? Mệt quá. Kiểm tra xong chưa? Em hửi xong rồi. Em ngửi xong rồi. Ngửi mới chịu, hửi mới chịu. Nhưng mà làm gì mà anh có dễ để ý tới cái đồ đó dữ vậy? Có nghe thấy mùi gì không? Mùi gì là mùi gì? Mùi hôi. 2-3 ngày rồi chưa có giặt. Ủa? Hôi hả? Dơ hả? Ủa, tại sao anh không đi lấy áo mới anh mặc đi? Mắc gì anh cứ lôi cái áo cũ rồi dơ ra anh mặc rồi anh chê nó hôi. Em à, em vô trong nhà phòng ngủ coi, em coi. Một đống quần áo thùng của anh nè. Nhăn nhúm như da mèo vậy đó. Em có chịu giặt đâu. Mà có ủi, không có giặt là lấy gì ủi. Áo mới đâu anh mặc. Em nó tối ngày á, chuyện nhà không có lo là ba cái chuyện tào lao. Kiếm quần áo anh hửi. Sợ em luôn á. Đâu rồi? Cái gì? Đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì đâu? Cái cục mụn của anh đâu? Cái mụn này thì nó là nặng rồi. Hôm qua rõ ràng một cục mụn chà bá vậy nè. Mà làm sao mà từ hôm qua tới bây giờ mà nó hết mà nó không để lại một cái dấu tích gì hết. Em mà thì anh thấy nó chướng quá thì anh nặng rồi. Hiểu không? Kiểu này là phải có bàn tay của một ai đó nặng cho anh là đúng không? Không có bàn tay anh mà nặng là nó tày quầy ra thêm chứ không bao giờ mà nó lành lặn được như vậy hết trơn. Em mà chồng em... Trời ơi! Sao cái cục bụng nó nằm ở đây? Sao mà bọc thêm cái cục này ở đây? Làm gì có cái cục này? Trời ơi bà ghen riết là bà bị điên hay sao? Cái bụng này là cái mục rùi tôi có từ hồi đó tôi mới đẻ tới giờ rồi. Cũng phải không? Sao vậy? Em sao vậy? Ghen thiết quá điên. Mệt em luôn. Em không có điên. Em nói cho anh nghe nha. Em ghen không phải là không có cơ sở ha. Với lại anh cũng biết rồi. Không phải là tự nhiên mọi gia đình đều tan nát. Đều có lý do hết. Mà rất là nhiều lý do trong đó là do cái chuyện mà đàn ông đi ra ngoài tòm tèm. Có bồ nhí cho nên em phải phòng. Phòng hơn chữa. Anh hiểu không? Em ơi anh nói thiệt. Ai không biết chứ chồng em không giờ có tánh đó. Thấy không? Anh nói cho em nghe. Nếu mà thật sự mà anh có tánh mà lăng nhăng á thì giờ chỉ có trời biết thôi, thấy không? Chứ em cũng không biết đâu. Em đừng có ghen tầm bậy tầm bạ nữa. Anh nói gì? Hả?
Ý anh nói rằng là nếu như mà anh có cái chuyện lăng nhăng là chỉ có trời biết, tức là anh khả năng anh giấu cao siêu quá, không một người nào biết, chỉ có anh và trời biết thôi, đúng không? Đúng không? Tức là anh đã có một cái mưu đồ gì đó rồi, nhưng mà anh chưa cho em biết thôi, đúng không? Đúng không? Anh đang giấu em, đúng không? Em bình tĩnh đi. Em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Anh chỉ thí dụ thôi, anh nói lý thuyết thôi, chứ chồng em lúc nào cũng thương em nha, yên tâm ha. Em sao ghen riết? Anh thương tôi mà tôi bệnh anh đâu có biết. Hả? Em bệnh gì? Bệnh à. Em bệnh gì? Viêm xoang mãn tính nè. Trời ơi, viêm xoang mãn tính thì phải rồi. Tối ngày cái lựa ba cái quần áo của anh hửi riết mà nó không viêm cũng được. Anh đừng dùng từ hửi, tôi không thích. À, ngửi. Ừ. Chứ bây giờ bao nhiêu mà con nhỏ đẹp ở ngoài đường, chồng tôi thì đi làm suốt cả ngày, biết đường đâu mà mò, biết đường đâu mà né, tôi phải lo chứ. Ôi, yên tâm đi, anh đã nói rồi, anh không có tánh đó mà. Anh không có tánh đó phải không? Ờ. Vậy giờ anh trả lời cho em biết nha. Trả lời gì? Tại sao ngày hôm qua anh về trễ? Anh đi làm ra kẹt xe. Kẹt xe? Anh kẹt xe ở đường nào? Hả? Đường nào? Phường nào? Quận mấy? Thành phố nào? Đất nước nào? Em rảnh quá, cái giờ cao điểm là lo lái xe về cho lẹ về nhà, ai mà đi đâu kẹt cái khúc nào. Trời ơi, còn hỏi phường nào quận nào nữa, em sao rảnh ghê vậy? Vậy tại sao trong cái túi áo của anh nó có khăn giấy? Trời ơi, khăn giấy là tại vì anh ăn cơm xong rồi anh lau miệng cho nó sạch sẽ, sẵn tiện tay anh bỏ vô túi áo thôi. Ăn cơm ở đâu? Quán nào? Phường nào? Quận mấy? Quá, anh đi ăn cơm với lại mấy người trong cơ quan, được chưa? Ai? Mấy người làm chung. Đàn ông hay là đàn bà? Đàn ông. Thiệt không? Thiệt. Đàn ông hay đàn bà? Hay là bóng gió? Bóng gió làm sao anh biết được? Anh chỉ biết là đàn ông thôi. Không đúng. Gì? Không phải đàn ông. Anh tưởng anh nói dối một cái mà em tin anh hả? Không có đâu ha. Em không có dễ mà tin người như vậy đâu ha. Hôm qua em thấy trong điện thoại anh có một cái tin nhắn ha. Em nghi rồi. Em thấy nó không bình thường rồi. Tụi em ở trên đây nè, anh lên đi nha. Một cái tin nhắn mời gọi rủ rê, quyến rũ. Em gọi lại, cái giọng bắt máy không phải là đàn ông. Cái người đó nó nói tên gì hả? Người em nói chuyện nó tên gì? Ngọc. Ngọc hả? Ngọc thì làm sao là đàn ông được? Ôi chết rồi. Trời, đúng không? Ơi em ơi, em ghen quá. Trời ơi, Ngọc là cái tên cho anh làm chung văn phòng với anh đó. Tại sao đàn ông tên Ngọc? Trời ơi, cái bà này có vô duyên. Cha mẹ người ta muốn đặt tên ra, người ta tên gì, chuyện của cha mẹ người ta chứ em. Tôi không thích. Cái gì em thích? Tôi không thích đàn ông tên Ngọc. Cái gì vậy? Đàn ông phải có tên, một cái tên gì đó. Thấy nó giống như là, giống như tên anh vậy đó, nó phải khởi, nó phải khào, nó phải như thế nào, nó mạnh mẽ. Chứ tên Ngọc là tên của đàn bà, đúng em không? Em ơi, cái đó là anh đã nói rồi. Ông muốn lấy tên gì thì ông lên lấy. Như em nè. Em tên Chi. Chi. Thôi bỏ đi. Em thiệt ra đó, tên của em là Chí, nghe không? Nhưng mà tại em sợ người ta chọc em mới dơ, em mới đổi là Chi. Ôi anh vô duyên quá. Em đã không thích nhắc lại tên anh, nhắc lên Chi vậy? Hả? Em nó ngang quá. Tên Ngọc là tên cha mẹ tao đặt, tao đàn ông cứ cãi nói đàn bà hoài. Em mệt quá, mà tôi bệnh mà. Cái gì? Tôi bệnh mà, ông có thương tôi. Nè, biết tại sao bị bệnh không? Cái bệnh nghe là một chuyện bất bình thường, rất bình thường. Ghen quá, sanh ra bệnh, nghe không? Mà cứ nghĩ chồng ngoại tình đó, rồi cứ sanh bệnh. Thật ra là cái bệnh ghen của em đâu phải là cái bệnh mà H5N1 đâu mà thấy mà em lo, thấy không? Thôi được rồi, chuyện em mệt quá, thôi đi làm đó. Anh đi đâu? Hả? Anh tại đi sao làm? Hôm nay anh đi làm? Hôm nay ngày thường tại sao anh đi làm? Trời ơi, ngó xuống con vợ tôi đang bị sao, em sao vậy em? Ra đây coi, em bị gì vậy? Trời đất ơi. Thì ngày thường mới đi làm chứ cuối tuần anh ở nhà với em rồi. Em bị sao vậy? Em quên. Nó chưa ghen quá là đâm quá đi. Thấy chưa? Mà đi làm đúng không? Anh đi làm. Con lấy áo ấm cho anh đi. Anh đứng yên đó đi. Mà nó hửi nữa. Cái gì vậy? Coi coi có xịt dầu thơm không? Mùi bình thường, anh cứ mặc những cái đồ cũ, đồ dơ đi, nó hôi rình rồi anh mới được đi làm. Trời ơi. Anh sợ em luôn rồi đó. Thôi được rồi, đi làm nha. Đứng đó. Chuyện gì nữa? Anh làm gì mà anh đi gấp gáp vậy?
anh đi làm tôi trễ giờ rồi. Đi làm thì cũng phải mặc áo ấm chứ. Trời lạnh như vậy rồi hả? Ủa lộn. Trời ơi. Lạnh rồi anh đi rồi bệnh rồi sao hả? Rồi, ai rồi. Lo cho? Rồi rồi. Trời ơi. Đó. Mình à. Nói rồi đó nha. Làm gì thì làm, mày biết nghĩ tới gia đình con cái. Vợ ở nhà bị bệnh nó biết chưa? Mệt quá giữ ấm cơ thể giùm tôi cái. Đừng có đi ra ngoài đường mà như vậy là lạnh rồi là. Cái gì vậy? Xin lỗi. Thôi. Em làm gì em siết như vậy? Em muốn giết anh hả? Không có, em sợ anh lạnh. Em mới làm vậy cho anh ấm. Vừa vậy được chưa? Đẹp. Thôi thắt vô cái nơ đi cho người ta nghĩ mình bóng rồi không có con nào nó dính vô. Đúng không? Giỡn hoài. Không biết gì. Đi làm về sớm phải không? Rồi em đi á. Anh đi đâu vậy? Thì đi làm. Sao anh đi vội vàng vậy? Thì anh nói rồi. Khổ ghê vậy đó. Ba. Được chưa? Không có thật lòng. Hử? Anh phải hôn sâu vô. Nồng cháy vô. Để đi. Mày kêu tôi làm đó kìa. Ít nhất cũng phải vậy. Đi ha. Đi. À. Có sao không? Cảm ơn Khởi. Ừ. Ủa đi làm ha. À đi làm nha. Ở nhà có chị. Cảm ơn Khởi. Ăn nha. Đi ạ. Chi? Lại đây, tôi nói mày nghe chuyện này nè. Lại lên. Gì vậy? Sáng sớm có chuyện rồi hả? Sao vậy? Chi? Sao vậy? Ổng á. Sao? Lâu chưa? Vụ gì? Ổng á. À! Lâu rồi. Tao không ngờ luôn á. Nó giống như một cái gì nó bất ngờ hay sao á. Tao bây giờ tao nghĩ là tao còn bủng rủng tay chân mà. Bữa đó như là tình cờ mày. Tình cờ thôi chứ không phải là cố ý nha. Nhưng mà nó dính sâu luôn hay sao mà tao để ý tao thấy. Không nhận chồng mày gan quá gan rồi. Gan quá. Ổng làm cái gì mày? Hả? Gì? Ổng đã làm cái gì mày? Gì làm gì ta? Ổng rờ mó sờ sẩm. Hay là ổng đã cưỡng hiếp mày rồi? Cái gì? Mày điên hả? Gì liên quan tới tao nữa? Ổng làm cái gì mày đúng không? Mày nói là ổng gan quá. Tức là ổng đã đi lố cái giới hạn cho phép rồi đúng không? Đính gì bà nội? Nói cho mày nghe nha mà. Tại sao mày như vậy? Chết rồi. Ôi mày điên rồi hả? Mày. Cái gì? Đồ ăn đầy ngoài đường mày không ăn. Mày vô mày cướp đồ ăn trong nhà tao. Trời ơi nè, má ơi má, mà tỉnh lại má nghe con nói nè má. Chồng má không có đẹp trai nha. Mày ảo tưởng chồng mày quá à. Mà anh có bụng rùi duyên. Tao nói thiệt á, chồng mày chỉ được cái là cái mặt giống giống chí tài thôi, tao nói thiệt á. Chứ ngoài đâu không được cái gì nữa trơn á. Nhưng nè. Mà tại sao bây giờ ok, bây giờ mày chồng nên... tao, chồng tao như vậy thì thôi bây giờ đó là lỗi của chồng tao, nhưng mà mày có quyền từ chối. Tại sao mày không từ chối? Mày nín, mày nghe tao nói. Xin lỗi nha, tao từng tuổi này tao chưa có chồng mà tao lựa chọn kỹ lắm. Tao ở giá cũng được mà không bao giờ tới phiên chồng mày đâu nha. Nè, tao nói mày biết, tao là thánh nữ cái vùng đất cao nguyên này mày biết mà, đúng không? Đâu có ai mà ở không mà đeo như tao vậy. Ha. Nè, du lời du đã núi, du lời du em đẹp, du lời du. Đó, cái đó mới là sở trường của tao. Nha, hiểu không? Còn chồng mày bích cửa hả nha Cương? Nhiều khi bữa nay chồng tao đổi gu. Tự nhiên thích cái khu rừng rú hay sao? Tao nói mày nghe nha. Bây giờ tao tin mày, nhưng mà tao dặn mày là không bao giờ. Trời ơi! Trời ơi, mày biết tao mua bao nhiêu tiền không? Con quỷ này tao mua ở chợ Đà Lạt, con quỷ này thiệt á. Rồi để tao mua bù cho mày cái nhẫn khác. Nhưng mà tao dặn mày nha, dù cho chồng tao có say xỉn hay có như thế nào thì mày cũng không bao giờ được rớ tới chồng tao, mày biết chưa? Nên! Mày điên vừa phải thôi. Mày ghen không phải là ghen với tao. Tao không phải đối tượng mày ghen, mày phải ghen với con quỷ khác. Tao chỉ là người đến đây cung cấp thông tin cho mày thôi. Con nào? Mệt quá từ nãy giờ nó dần dập tôi. Con nào? Bây giờ mày bình tĩnh chưa? Mày phải bình tĩnh là tao mới kể mày nghe được. Rồi. Uống nước đi, bình tĩnh lại. Uống vô. Rồi, lẹ lên, ngồi xuống.
Nè, mày nghe tao nè. Hồi hôm qua tao nói tình cờ là sao? Tao tình cờ tao đi ngoài đường, tao thấy chồng mày đang chạy chiếc xe máy. Tự nhiên từ đằng sau xuất hiện một con nhỏ. Tao nói nó đẹp, dễ sợ đẹp mà nó trẻ hơn mày luôn. Thiệt, chồng tao đi đằng trước, con nhỏ nó đi đằng sau. Đúng rồi, nó chạy một chiếc xe riêng chứ không phải đường hội chung nha. Sợ thiên hạ thấy, sợ thiên hạ biết cho nên là mới tách nhau ra. Không, nửa đi trước nửa đi sau đúng không? Mày bình tĩnh mày nghe tao nói. Chồng mày đang đi, một con nhỏ chạy lên. Nhỏ trẻ lắm, trẻ măng à. Chồng tao đi trước, con nhỏ đó đi sau. Sau đó là chồng tao tới cái khách sạn đó, rồi con nhỏ đó mới tới sau. Hẹn nhau ở trong cái khách sạn đó, book hai cái phòng khác nhau. Sau đó rồi đi vô, một lúc sau khi yên vậy không thấy ai có cái gì hết, rồi mới đi vô chung một cái phòng đúng không? Đúng không? Mày kể luôn đi. Tao thấy không như mày thấy, mày kể luôn đi. Mày phải bình tĩnh, mày nghe tao nói hết. Chưa gì hết là ghen rồi. Rồi được rồi, nói đi. Chồng mày đang chạy ngoài trước, ừ. Một con nhỏ chạy ngoài sau. Nó trẻ măng. Nhỏ nó trẻ lắm. Trẻ cỡ nào? Theo như cái sự suy đoán của tao thì nó chừng 4 tuổi. Nó chạy chiếc xe đạp mini lên. Chồng mày quay qua nhìn nó liền mày. Xong rồi nhỏ đi luôn. Đi luôn. Ủa là sao? Tao nói tao phải dẫn vô. Mà kể một câu chuyện mình phải có dẫn, xong rồi thân bài kết bài, hiểu không? Cái đó là mở bài thôi. Con nhỏ sau mới có vấn đề nè. Trời ơi, sao không nói luôn con nhỏ sau đi? Không không, tao kể đầu đuôi lắm. Nè, con nhỏ sau nè, chồng mày đang chạy tiếp. Ừ. Tự nhiên con nhỏ ngoài sau mày ơi, nó lấn lên, nó ép vô chồng mày. Chồng mày lách ra, nhỏ ép vô, rồi dính luôn. Không, ổng lách ra. Chồng mày kiên định lắm, ổng lách ra. Cái nhỏ té. Ổng đỡ. Không, không đỡ, chồng mày chạy luôn. Chồng mày lại không có lăn xíu nào chứ. Chồng chạy luôn mà. Trời, tao ngờ luôn á. Con người đàn ông mà không hề ra lăn chút xíu nào luôn. Rồi có liên quan gì tới nhau không? Không, nhỏ đó chưa, nhỏ sao. Trời ơi, nói luôn cái con nhỏ cuối cùng đi. Con nhỏ nào mà dính vô đó, hiểu không? À, con nhỏ dính vô đúng không? Ừ. Là nó chạy lên, nó thấy chồng mày. Ừ. Tao thấy họ nói cái gì đó. Chồng mày quay qua cười nó một cái. Xong rồi hai đứa tát vô tới vậy nè. Tao thấy nghi rồi, tao muốn chạy lên tao nghe lén phải không? Tao chạy lên tới nơi, hai người tẻ ra hai hướng, tao đứng chơi dơi một mình luôn mày. Nhưng mà tao bảo đảm có vấn đề, tao bảo đảm có vấn đề. Tại sao hai người cười với nhau giữa đường giữa xá, đúng không? Gì vậy? Tao nghi là đúng mà. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nha. Chim xoan mãn tính. Lên cơn rồi. Chi, bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ làm sao, bây giờ làm sao đây? Nè, bình tĩnh nha. Chết rồi, đúng rồi. Thôi, mày nghe tao nè, Tao bồ rồi, mày biết không? Rồi bây giờ làm sao đây? Chi? Bây giờ mày bình tĩnh, mày đi theo tao. Đi đâu? Quýnh ghen. Anh, dạo này làm gì mà bận hoài, đi đâu vậy? Đúng rồi, đúng cái tướng đó đúng không mày? Cái áo phải của chồng mày không? Đúng rồi, cái áo đó sáng nay mặc nè. Có thắt thêm cái khăn màu tím, mày ra coi phải có cái khăn màu tím không? Dạ. Thắt nơ. Nào á, dẫn em đi chơi nha. Hay là mình đổi không khí đi. Mình ra bãi biển mình mặc bikini á. Nào, bãi biển. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Vậy là ổng á. Chưa mà mày vô mày quýnh cho ta. Mày vô mày quýnh ngang liền cho ta. Anh không dám quýnh. Điên quá, mày quýnh đi. Mày phải nắm cái đầu nó nè. Giở ngược lên. Xong mày lấy cái tay mày chấn chỏ nó thôi. Nó quýnh ngược lại mày hiểu không? Quýnh vậy ta chết rồi sao? Mày điên nó chết đâu. Hứa nha, dẫn em đi chơi nha. Chị ơi, tính tiền chị. Tính tiền mất rồi kìa. Bây giờ sao? Bây giờ một là mày quýnh, hai là tao quýnh giùm mày. Không dám quýnh, tao sợ công an bắt lắm. Mày yên tâm, để tao quýnh, có gì tao nhận cho nha. Để tao quýnh cho. Đúng ra mày đừng có bệnh rịnh tao quá. Mày quýnh làm sao bây giờ? Trời ơi, mày nhịn tao hoài, sao tao quýnh ghen? Bây giờ mày thôi, mày quýnh giùm đi. Quýnh giùm đi. Quýnh nha. Ừ. Ông rồi kìa. Con mày... Con là con. Cái tay gì vậy? Cái gì vậy?
sao hai ông khởi dữ vậy? Khởi nào? Tự nhiên bay vô tàn sát sinh lanh là vô tội là sao? Tụi tôi có bị cái gì đâu mà làm gì quánh tụi tôi? Trời ơi, cô già nào? Cái gì đánh tôi vậy trời? Tôi đánh cái mạng không? Chết đi! Cô xin lỗi nha. Em có sao không? Em quánh có sao không? Em sao tự nhiên đánh em với Nga làm cái gì vậy? Chết cha lộn rồi mày ơi. Hả? Lộn gì? Sao giống Hy Trang vậy? Bây giờ nói chuyện đã chưa? Bây giờ tới biên tôi xử ra. Biết vợ chồng tụi tôi tốn bao nhiêu tiền thẩm mỹ không? Bây giờ quánh lỗ mũi bả méo luôn rồi. Trời ơi, tự nhiên hai cô tự nhiên đâu mà nhào vô quánh tôi vậy? Xin lỗi chị, em lộn người, em tưởng đâu là... Em xin lỗi. Lộn kìa. Lộn này được hả? Tại vì... Anh ghen lộn phải không? Ông giống Hy Trang luôn á. Lộn mà lốt vậy? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên vô đánh tôi vậy hả? Nè, tôi nói cho mấy cô nghe nha, tôi không có hiền đâu nè. Giờ sao đụng sao? Đụng sao? Giờ sao? Giờ muốn đánh tôi? Đụng đánh tôi? Giờ sao? Bây giờ đưa lên công an, không nói nhiều nữa. Cái này là nhầm lẫn thôi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Hai người bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Trời ơi, bà đó nha, bà về đó, tôi liên dị bà. Ờ, nghe bậy bà không à? Liên dị đi. Vợ con gì mà kỳ cục quá. Làm tốt lắm. Trời ơi. Chi, đừng giận đi mà Chi. Mày đi đi, mày ra khỏi nhà tao đi, mày đừng có vô nhà tao nữa. Trời, tao đâu biết đâu Chi, giờ sao giờ? Tại mày á, tại sao mày không khuyên tao? Tự nhiên bây giờ mày bắt tao đi đánh game rồi bây giờ gia đình tao tan nát rồi, mày thấy chưa? Tao hối hận lắm chuyện này, thật sự tao hối hận lắm Chi. Giờ tao xin lỗi, mày đừng giận tao nữa Chi. Chi, bây giờ gia đình tao tan nát giờ mày tính sao? Bây giờ anh bỏ tao rồi mày tính sao? Bây giờ lỡ bỏ rồi thôi bỏ luôn đi chứ giờ hết duyên. Không, nhiều khi hết duyên hết nợ rồi bây giờ mình cố gắng gượng ép thì mà thôi. Chị bình tĩnh lại. Chi bị gì? Tao bệnh mà. Trời ơi, tao xin lỗi mày đừng làm vậy, mày đừng khóc nữa, tao buồn lắm luôn á. Mày đi đi. Thôi coi như là tao với mày không quen nhau, không phải là bạn bè. Bởi vì bạn bè sẽ không có làm cho gia đình của người ta tan nát như vậy. Mày đi đi. Tao có một mình mày làm bạn à, mà giờ mày cũng không nhìn tao nữa, tao biết đi đâu về đâu bây giờ. Mang phù vân thiên tử vi vu vu chúc lâm thiên tử. Đi ra chúc lâm thiên tử giùm tao lúc đi. Mày ma tao thiệt hả? Không. Mang hồ con thiên tử. Anh khởi Nga à. À. Vậy mà nói không có gì. Tới bây giờ vẫn nói dối tôi mà. Anh Khởi ơi, thôi bây giờ mọi chuyện dở lỡ hết rồi. Anh nói thiệt với vợ anh về chuyện của chúng mình đi anh. Bây giờ đằng nào cũng tan nát hết rồi, đằng nào cũng coi như là chia tay cũng ly dị hết rồi, có gì thì nói hết đi, nói hết một lần rồi thôi, rồi không thèm nhìn mặt nhau nữa. Đúng rồi, chuyện của chúng mình đó cứ nói thiệt cho Chi biết đi anh. Chi à, em đừng có khóc nữa, nghe anh nói nè. Anh hiểu, tại vì em yêu anh, nên em biết ghen. Nhưng mà tại vì em ghen quá mức, anh không thể nào chịu nổi nữa. Cho nên là cái chuyện giữa anh với cô Nga không phải là cái chuyện tình cảm nhăn nhăn bậy bạ, mà là anh với cổ hợp tác lại. Câu kết. Hợp tác thôi, nó câu kết nghe thấy ghê quá. Ừ, vậy hả? Dạ. Là sao? Mới mượn lập ra một cái mưu kế để cho em sáng mắt ra, thấy cái ghen tầm bậy tầm bạ không phải là hay đâu. Nói chung là chúng tôi đã cấu kết với nhau lập ra một âm mưu khủng khiếp để cho mày sáng mắt ra là ghen có thể phá nát hạnh phúc gia đình. Đúng. Chứ tao với ổng, mà xin lỗi mày, từ đầu tao đã nói rồi nha, ổng chỉ được cái gương mặt giống giống Chí Tài thôi, còn tao là thánh nữ nè. Ru lời ru đã nói, ru lời ru em đềm. Thôi, giờ này mà còn rừng rú gì nữa. Như vậy là mày xạo tao. Thiệt. À không, xạo. Ừ, xạo. Vậy là anh xạo em. À không, anh không xạo, anh nói dối thôi. Là hai người cùng nói dối. Hai người cùng lừa tôi đúng không? Không phải lừa em mà làm cho em sáng tỏ vấn đề ra. Tốt thôi. Hiểu chưa?
Hiểu chưa? Vậy là chuyện của hai người là không có gì hết. Không, má ơi má, thì là chuyện của quán cà phê cũng không có gì hết. Này dám chạy ha, chị Tâm. Anh Út, chị giấu vợ tôi phải không? Chị trả con vợ ra cho tôi. Anh Út bình tĩnh đi. Anh Út qua đây có chuyện gì vậy anh Út? Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Bữa nay nó gan trời mà... nó dám cãi tôi. Hả? Chị Út chị cãi? Cãi chuyện gì? Chuyện động trời. Tôi đi nhậu, tôi biểu nó nấu nước sôi một nồi liệt mừng, xong rồi thì bỏ vô tủ lạnh. Chờ tôi về tôi tắm khoảng mát xa, vậy mà nó còn dám cãi. Rồi nó nấu sôi bỏ tủ lạnh làm gì? Thì đúng rồi, anh thiệt là vô lý. Chị Út không làm cũng là phải đó, sao anh còn đánh chỉ làm gì? Hay quá Tâm ơi! Tiếng ai dằn dặn tiếng giống vợ tôi dữ vậy? Chắc trời ơi, chắc anh sai quá thôi. Sai gì mà sai? Tôi nghe rõ ràng tiếng bốc. À, chị bên vợ tôi phải không? Tôi quậy nhà chứ luôn á. Cái gì? Mày muốn quậy ai? Bữa nay ngon quá ha, nhậu quậy ở nhà không đã, rồi qua tới nhà vợ chồng chú thím tám quậy ha. Để đó cho chị biết rồi. Chị bậy. Bây giờ làm gì ở đây? Chuyện này là chuyện nhà của tôi, không có liên can gì tới chị trơn á. Chị thê ra cho tôi kiếm con vợ tôi. Không có vợ con gì ở đây hết trơn á. Tao nói mày đi nha, ở đây một hồi là biết tay tao nghe. Chuyện nhà tôi mắc mới tới chị. Chị né qua bên đi. Bây giờ không về phải không? Không, tôi không kiếm nữa, tôi không về. Mày đứng yên đó đi. Nói đây nè, đây. Cười lên cái coi, cười cái coi. Bên đây tắm nữa, bên đây tắm nữa. Ê Phương Phan, sao chị chụp hình tôi làm gì? Chụp hình mày gửi lên công an phường chứ chị. Hả? Bằng chứng rõ ràng nè. Mày nhậu quậy nè, mày qua nhà người ta mày quậy đi nè. Về về không? Chị ha, chị ngon lắm á chị Bảy ha. Hai người hùa nhau hung dữ ăn hiếp tôi ha. Được rồi, chị chờ đó. Tôi qua nhà tôi biết anh Bảy. Xin tội chị Tài đây. Ờ, sao? Còn chị Tám ha. Tôi kiếm anh Tám tôi mấy cảnh nè. Chị vậy? Chị nhiều chuyện. Chị giấu vợ tôi. Chị không trả vợ tôi. Tao gửi cho công an liền. Chị nữa. Chờ đó. Chờ cái gì hả? Mày làm gì ta hả? Mày làm cái gì? Đi về làm gì nữa hả? Ôi, coi xỉn coi coi. Té vô hàng rào bây giờ á. Chị Bảy ơi. Hình hồi nãy chị gửi á. Chị gửi đưa cho công an phường đi chị. Đi chị. Đưa đâu? Hình đâu đưa? Thì này chấm đi. Sao vậy? Nó xịn đến mức độ mà cái điện thoại tao vậy mà tao chụp hình được hả? Có miếng hình nào trọng đâu. Gì? Trời ơi em cũng quên nữa. Trời ơi chết rồi. Dạ gốc trốn qua đây thiệt phải không? Dạ cô. Trời ơi thấy không? Thấy không? Trời ơi. Về chưa chị? Về rồi. Trời ơi, chị làm ơi, gì? Sao mặt mày bầm hết trơn rồi, tím hết rồi kìa. Trời đất ơi. Trời ơi. Đau quá chị ơi. Trời đất ơi, sao mà dữ thần vậy nè. Đau quá. Trời ơi, ngồi xuống đây coi. Làm cái gì mà nó quánh em dữ vậy? Đâu chồng em đâu có quánh em đâu chị. Chứ làm sao vậy? Ông ấy nha, em né đập đầu vô cái cạnh tủ tự bằng mà. Trời chưa có quánh mà mặt mày bầm như vậy rồi. Nó mà quánh một cái nữa đó thì còn cỡ nào nữa. Bởi vậy á, hai cô làm cho chị rất là tức giận. Sao vậy chị? Sao chị? Hai đứa làm mất mặt phụ nữ quá chứ làm sao? Hả? Ủa? Mà có làm gì mà mất mặt chị? Không phải sao? Em á thì bị chồng ức hiếp chửi mắng tối ngày. Còn đó á, có phải mày bị chồng mình mắng tối ngày không? Chị
chồng của em á, tối ngày ăn nhậu xỉn xài, về nhà ông quậy còn không thì đánh đòn. Vậy mà em cũng phải làm thinh à, chịu trận riết cái thành ra nó ghiền. Trời đất ơi, chết hơn thì biết phải làm gì, không lẽ la làng mất cỡ lắm chị ơi. Phải rồi đó chị, càng la là càng bị đòn. Bởi vậy mới nói các em dở quá à. Thời bây giờ nam nữ như nhau, bạo hành gia đình không được phép xảy ra, mình phải dùng gậy cho mấy cha nó biết đều. Hay quá chị ơi, làm quá làm chi vậy không biết nữa à. Mất quá mà ho chứ không gì chị, hết trơn chị, chị nói chị giận tụi em là giận cái chuyện gì vậy chị? Em chị không hiểu tại sao mà lại để cho chồng mình nó đè đầu cởi cổ mình như vậy. Chứ biết làm sao bây giờ á chị? Trời ơi, không biết làm sao hết à. Em không biết. Càng nghe càng tức giận. Thời đại bây giờ, phụ nữ mình phải biết tự bảo vệ mình. Dạ. Mình có bảo vệ được mình thì mình mới có sức khỏe. Dạ. Có hạnh phúc để mình lo cho gia đình, lo cho con cái. Mình cực khổ quá mà. Bằng cách nào đúng chị? Không? Bây giờ á, mình phải dùng lên. Chẳng hạn như bây giờ nè, em phải để ý từng cử động của chồng mình. Ví dụ như bây giờ thấy nó chuẩn bị nhậu về, nó chuẩn bị quánh mình, thì mình phải làm sao? Làm sao chị? Đừng để nó quánh mình. Hả? Bằng cách là quánh lại nó trước. Nó chưa quánh mình là mình quánh nó đi. Hay quá! Cái chiêu này là em biết nè, quánh phủ đầu. Đúng rồi, bụp nó liền. Còn nữa nè, ha, bụp như vậy nó mới sợ. Còn không á, nếu mà mình đánh không lại nó đó, yeah. Sức đàn ông mà, mình đánh nhiều khi đâu có lợi, nhiều khi ta đánh đâu lại ẩn đâu. Đúng rồi. Nhưng mà có chiêu, ha. Khi mà nó mới vừa lớn tiếng, nó nói ba một cái là mày tung mày giải lên. Trời ơi, bố làng nước ơi, bố phụ nữ ơi, bố làng nước ơi, trời ơi, nó đánh tôi u đầu chảy máu ơi. Trời ơi, thằng chồng cũng tàn nhẫn vô nhân đạo, trời ơi. Mày la lên như vậy đó, la lên như vậy, chứ là mày chạy cùng làng cuối xóm, nó bắt cỡ đàn ông nó sĩ diện. Đó, mày la lên vậy nó quê là nó không có bánh nữa, biết chưa? Trời ơi, hay quá, hay quá chị ơi. Trời ơi, em biết rồi, mỗi lần thằng chồng em quýnh em là em sẽ la lên, em sẽ chạy cùng làng cuối xóm. Ủa, mà hình như cái chiêu này là ngày nào nó quýnh em cũng la hết trơn mà. Mà nó cũng quýnh hoài à. Tại em la chưa có đẳng cấp. Ủa, phải la đẳng cấp là sao chị? Em la mà em phải diễn nữa, em phải làm lố nó lên. À, là mình phải chà lết quá sẵn, coi như là mình lết từ đầu này qua đầu kia luôn hả chị? Mặc dù nó không quánh gì em hết, nhưng mà em vẫn cứ la lên ha. Thì người ta mới thấy tội nghiệp, người ta mới binh mình. Nhưng hay mà quá. Chuyện đó chưa? Chưa nữa hả chị? Chưa đâu, còn chiêu này mới độc nè. Chiêu gì nữa chị? Khi nào mà nó đi làm về, quản lý kinh tế, tiền bạc là phải giữ hết trong tay ha. Mỗi một ngày nó đi, phát cho nó 15 ngàn, bắt nó đi chợ phải có thịt. 15 ngàn đi chợ có thịt? Ờ. Trời ơi, 15 ngàn đi ra mua rau là muốn hết tiền rồi. Nhưng mà phải có thịt, không có thịt về là không được. Bởi vì mình làm vậy nó mới sợ. Ê, đúng dạ, không? Dạ. Mình phải đè đầu cởi cổ nó lại, đừng có để nó đè mình nữa. Chị nói cái vụ đi chợ chết rồi. Ông Tám em chút xíu ông về nữa, mà tiền chợ ông đưa cho em rồi, mà em chưa có đi chợ, em nấu đồ ăn cho ông nữa. Em chị... làm gì dữ vậy, nó về thì nó nấu phụ em chứ có gì đâu. Còn em nữa, bởi vậy làm vậy riết là chồng em nó lừng mặt á, thấy chưa? Bà Út ơi, bà Út. Dạ. Bà có về không? Bà không về thì đốt nhà. Chồng em, chị ơi, nó đốt nhà đó. Em quên, mình mới dùng lên đúng không chị? Dùng lên đi. Mình không sợ đúng không chị? À, nó đốt nhà đó. Chị yên tâm, em sẽ nghe lời chị. Cái gì? Tôi đốt nhà hả? Tôi về tôi mua xăng cho đốt nè. Trời ơi, 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 không phải cái vụ mua xăng trước mày ơi. Trời ơi, chết là nhiều chuyện quá. Đi vô lo cơm nước rồi đi, lát ổng về ổng chửi tôi nữa. Trời ơi trời. Tám ơi, nhậu tôi mà làm gì rên dữ vậy? Vô đi. Trời ơi, cái gì đâu mà tôi nói từ từ chút xíu tao tới mà. Sư phụ là con. Sư phụ. Sư phụ khỏe không? Khỏe gì trâu. Tao mới đi du lịch về. Sư phụ ơi. Ngọn gió nào thổi sư phụ tới đây vậy? Ê, tao gì mà nói gió thổi vậy, nó tao ốm lắm hả? Tao đi thổi đâu? Sư phụ. Trời ơi lúc này. Sao sư phụ lúc này thấy em ngon lạnh không? Ủa sao nay dâu hả? Mặc đồ đẹp rồi nè. Chuẩn bị gài đồ nhậu, chưa kịp đi cái là sư phụ tới. Mày dám đi nhậu? Trời ơi, ngon lành nhờ cái bí quyết của sư phụ đó. Trời,
chứ sao? Tao dạy thằng nào là nên thằng đó à? Tao nói là con vợ đó là nó không phải là cha mẹ mình. Dạ. Hở miệng là đục vô mặt nó sao? Sao biết biết con lành không? Trời ơi, biết biết sư phụ ngon lành quá, linh nghiệm quá trời quá đất. Đâu? Nói sư phụ nghe nha. Hồi xưa đó trời ơi, con vợ của em á, nó chửi lúc nào nó cũng chửi em mà nó chửi thậm tệ luôn. Chửi sao? Nó chửi mấy con thú bự bự không à. Chẳng hạn nó chửi sao? Ví dụ nên mà nó giận lên nó nói là ông ngu như heo. Mày bự hơn con heo mà. Đúng rồi, em quýnh liền. Quýnh? Nó đổi con khác lớn hơn. Con gì? Nói ông ngu như trâu. Bậy quá, vợ mày bậy quá. Sao bậy chứ bụng? Trâu nó có sừng, mày đâu có sừng đâu. Đúng rồi, em quýnh nữa. Em quýnh nữa, lần này nó đổi con này còn bự hơn mà em còn quê hơn nữa. Con gì? Nó nói là ông ngu như con voi. Thôi, nó bị voi thôi. Sao thôi? Em không phải quê cái vụ hôi, mà em quê cái vụ là con voi nó có cái giòi. Mà em không có cái giòi làm sao mà. Khi nào nói chuyện nghe tiếp. Trời ơi, ngồi sư phụ. Sư phụ biết không? Kể từ đó nó không có dám chửi em mấy con lớn nữa. Dạ. Nó đổi lại mấy con nhỏ. Đổi mấy con thiệt là dễ thương. Con gì? Nó nói ông đi đâu vậy? Ông làm gì mà ông đi nhậu mà ông nhủi nhủi giống con dế nhủi vậy? Có sao? Dế nhủi nó nhủi nhủi đẹp chứ mà có gì đâu. Bởi vậy em quýnh nữa. Ủa vậy cũng quýnh nó nữa hả? Trời ơi, mấy con gì nhỏ hơn nữa chứ bộ. Ừ. Nó nói nó đổi liền. Nó nói ông đi nhậu ông nhủi nhủi như là con bọ hung. Lần này ông quýnh nước thành nó ngu. Nó nói con này em khoái. Ủa gì? Nó nói ông nhủi như là con Chí. Mà Chí mén. Trời ơi, Chi mén là dễ thương lắm sư phụ ơi. Nó bò trên đầu mình á, mà chỉ có ông bà mới được ở trên đó nha. Cái sao? Nó chửi vậy là mày khoái. Khoái mà quýnh. Đó, sách của sư phụ, sách sư phụ mà. Mày hơn ông bà luôn. Dạ. Dạ, sư phụ quýnh trơn á trời. Mà... Tao chỉ là xong à. Qua, sư phụ đi sửa nhà cho ai mà sách cái đồ nghề đâu vậy? Trời ơi trời, đi du lịch ông nội ơi. Du lịch cho sách cái túi đồ nghề. Đồ nghề đâu? Cái này có qua ly của tao đó. Lúc này là ở khách sạn 5 sao đâu mà giữ không à, lên Sài Gòn ở chỗ giữ không à. Ngon là đi sư phụ. Tao giận tao mới đi chứ mày. Người ta đắt con là nở mà vợ là quán gia. Dạ. Trời ơi, tao nhậu ở nhà có 2-3 người à. Dạ. Mà nó bỉ bạc tao. Sao sư phụ? Tao kêu bà xã đâu. Cái lên hỏi gì? Cái chữ gì nữa tao mới đánh đó. Thường thường tao kêu phải giả. Mà gì là tao đánh. Tao để phang. Trời ơi, hai con mắt nó lòi đã 6 phần rồi nè. Tao biết tao bỏ tao đi du lịch lên Sài Gòn, tao mướn khách sạn 5 sao ở chơi vậy. Trời ơi, khách sạn 5 sao luôn. Nhưng mà tao chợt nhớ tới mày. Được, dạ, bởi vậy uống miếng nước sư phụ. Tao chợt nhớ tới mày, tao mới về đây. Dạ. Để tao giải tiếp cho mày đánh vợ nữa. Tập 2. Tập 1 đó hiểu nghiệm vậy mà còn tập 2 nữa. Coi vậy sách vợ trong này không á. Thôi giữ nha, sách giữ nha. Giải vợ không? Sư phụ ơi. Trời ơi, sư phụ nói là em hưng phấn quá sư phụ. Vậy bây giờ là tao qua tao ở với mày mấy ngày để tao dạy mày được không? Ý trời ơi, tưởng cái gì chứ vài bữa thì nhầm nhò gì hả sư phụ? Sư phụ ở luôn đây càng tốt. Em lo cho sư phụ rượu thịt mỗi ngày. Vì sư phụ là thầy truyền đưa kiếp cho em. Con vợ của em nó biết sợ em rồi. Tám ơi tao sợ con vợ mày hằng khi trong dạ. Rồi nó đem nó mắng chửi mày. Không có đâu, từ ngày sư phụ dạy em đánh nó tưng bừng. Thể nó chửi là em đánh, bây giờ nó im re. Bí quyết của tao vô cùng linh nghiệm. Để tao ở đây tao dạy tiếp cho mày. Vợ của mày á, mà nó hỗn hào á. Cái gì sắc tao đè nó xuống, mày đánh nó cho tao. Đánh nữa hả sư phụ? Đánh như tao đó. Đánh rồi bóp cổ rồi. Vậy mới qua chơi. Ai à? Dạ, chào anh Bảy, anh Bảy giúp em cái anh Bảy. Thím Tám. Em biết anh Bảy qua chơi. Dạ. Nên em làm mà đồ nhậu ngon. Dạ. Dạ, để cho hai anh nhậu. Dạ. Thím Tám chu đáo quá luôn à. Mình ơi, em có làm mà đồ nhậu ngon cho mình à, mình nhậu với anh Bảy cho vui nghe mình. Trời ơi, Thím Tám thương chồng quá luôn vậy đó. Dạ. À, mình ơi,
À, hôm nay em có mua chai rượu ngon lắm, mình uống thử coi có phải rượu thiệt không nghe mình. Trời ơi, công ngôn dung hạnh nè trời. Ôi, một người đàn bà hồi đó dạ. Tôi mới thấy. Dạ, em mời anh Bảy, em mời anh Tám nè. Mời kìa, mời. Cảm ơn. Dạ. Mình ơi, hay là trước khi nhậu á, mình vô mình rửa tay cho sạch sẽ đi để bảo đảm sức khỏe của mình rồi mình nhậu cho ngon miệng nghe mình. Trời ơi, lo lắng cho chồng hạnh phúc quá vậy trời. Mình ơi, thôi được rồi. Để em vào trong em đi lấy khăn lau mặt cho mình nghe mình. Từ từ tôi rửa, từ từ tôi lau. Dạ. Vậy em chúc mình với anh Bảy nhậu ngon miệng. Cảm ơn Thím. Đi vô. Dạ, dạ. Từ từ tôi nhậu. Dạ vô. Siêu luôn. Trời ơi là trời, tối nay lúc này em ngon lắm sư phụ ơi. Muốn nhậu giờ nào nhậu nè ha. Nhậu giờ nào nhậu, muốn làm cái gì cũng được hết trơn. Nói là nó sợ. Sư phụ, quất cái. Mời anh Bảy này vô cái, 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3 vô. Mời anh Bảy. Dạ. Em kính thưa anh Bảy. Thưa gọi dạ luôn. Em kính thưa anh Tám chồng em. Làm gì mà thưa gửi hoài vậy Thím Tám? Có gì đâu mà trịnh trọng quá vậy? À, mà Thím đi đâu mà tay sắt nách mang vậy Thím Tám? Em xin phép được ra đi, bởi em không chịu được nữa rồi. Cái cảnh khốn cùng chồng chúa vợ tôi. Tám ơi, cái bi quyết vậy coi như là bể rồi Tám ơi. Từ bấy lâu nay anh hành hạ tôi, tàn tạ bé tôi như con ở không bằng. Sức lực mỏi mòn khi tôi mang thai, anh còn hỏi là con ai. Giận anh tôi chửi, ai biểu cô chửi tôi là ngu như con voi. Mày thằng ba mình phải dịu dàng, con voi nó nặng lắm nghe Thím. Con voi nó hung lắm mà nó đâu giống con voi đâu. À, giống hơn heo chút xíu thôi. Thôi tôi đi. Trời ơi trời, tao dạy mày. Tao dạy mày là mày đánh nó thôi, mày bóp cổ nó thôi, mày đuổi nó theo gì vậy? Đuổi đi, tự nó đi bộ. Trời ơi, nó đi rồi thì ai nấu cơm nấu nước cho mình ăn đây? Trời ơi, đem lo chuyện này. Để mày em... Bây giờ muốn đi phải không? Muốn đi thì vô trong lo cho xong buổi ăn này của tôi rồi đi đâu đi. Nấu cho xong buổi ăn này đi rồi đi đâu đi. Thì đó, tôi nấu xong bữa ăn chiều cho anh rồi đó. Tôi muốn ăn một bữa ăn thịnh soạn hơn nữa chứ không phải ăn vậy thôi. Nấu bữa gì đi hay sao? Nè, tiền chợ anh đưa tôi bao nhiêu, tôi nấu cho anh hết một bữa này rồi còn muốn gì nữa. Tiền chợ tôi đưa tới một tháng lận mà. Đúng rồi, tiền chợ anh đưa một tháng. Ờ, tôi làm cho anh một bữa ăn ngon rồi để cho anh nhậu, để cho anh nhớ đời ngày hôm nay. Nhớ ngày hôm nay là nhớ ngày gì? Kỷ niệm ngày chia tay. Trời đất ơi, kỷ niệm ngày cưới đâu làm mà giữ gì. Phải ngu quá, cưới đâu cưới. Chia tay hả? Chia tay dặn có vậy. Thôi từ đây cách ngang, tình chúng ta chia lìa. Tôi đi về chứng mà tôi chờ ngày sanh con. Nhà của anh gắn lo chủ toàn. Lại ơi dừng bước, dừng chân để anh bài phân cao quá. Thôi nghe tôi anh ơi, anh hãy cầm đi, hãy ngưng ai cây bi kiếp dài vợ. Vợ ơi với tôi con đồ tại chân đâm đau
đặng quá tin anh. Để giờ đây ông sầu ông khổ ông nhớ ông thương ông nỗi cô đơn đi cõi lòng tan nát. Cũng tại vì anh mà gây cảnh trái ngang cho gia đình tôi tan tác teo tua. Vợ tôi ôm bụng bầu xách gói ra đi không một lời từ giả cho tôi đau đớn xót xa khi vợ tan mãi. Kể từ nay tôi côi cút một mình. Tâm ơi, coi như mày còn có cái nhà để ở, chứ tao côi cút rồi tao biết biết về đâu. Ở nhà một mình nó sung sướng lắm hay sao? Ai quét dọn, ai lau nhà, ai nấu cơm, ai giặt giũ, ai xách nước tắm, ai đi mua rượu. Nó mà bỏ đi tôi như con cua lộn gãy càng. Quá hư bỏ cái đường hết rồi sao? Nói mày nghe, bình tĩnh đi, đừng có nóng. Nóng nó nổi mụn nè. Dù sao đi nữa mày vẫn là con rùa, mà con rùa là cửa, chứ còn mày làm con cua gãy càng là hết làm ăn đón đậu rồi. Từ từ rồi tính nghe ta, đừng có nóng nha. Thôi, người ta nói chẳng có sai mà. Người ta nói sao? Cao nữa. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chọn bạn để chơi chỉ nên chọn bạn hiền. Tâm ơi, mày chọn tao để làm bạn, là mày chọn đúng chỗ rồi. Thôi đi, tưởng ông là người đàng hoàng đứng đắn mới cùng ông kết nghĩa để bây giờ mới vỡ lẽ ra. Từ từ rồi tao tính, tao tính gì nha, để tao qua nhà má vợ mày kêu vợ mày quay trở lại. Vợ tôi mà bỏ đi tôi hận thù ông suốt kiếp. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà này. Ơi, hung dữ quá. Thầy đó mà nó đối xử vậy đó. Nó quăng lên, nó quăng xuống làm như cái bóng vậy. Nè, bình tĩnh đi. Đừng có nóng. Uống rượu là nóng rồi. Rồi còn nóng trong người nó nổi mụn lên hết, hiểu không? Nghe lời sư phụ đi. Không có sư phụ gì hết á. Kể từ giờ phút này tôi ông cắt đứt tình sư phụ. Sách vở bông tôi đốt hết. Tôi ông chấm dứt kể từ đây. Sách đồ ra khỏi nhà tôi. Đi mau, đi mau sách đồ ra khỏi nhà tôi. Trời ơi, là trời, vợ của tôi đi mất rồi, ông thấy không? Nó có bầu mình đi ra ngoài. Còn chiêu 2. Chiêu 2 gì nữa? Chiêu 1 là vậy thôi. Chiêu 2 đó, mày vừa ngó vợ mày thôi là vợ mày xanh mặt rồi. Trời ơi, là trời, còn chiêu 2, chiêu 3 nữa. Tao nói thiệt với mày, tao nè. Con vợ của tao á, nó đang đứng nữa. Tao kêu quỳ, nó quỳ. Mà tao nói chết, nó ngã rồi nó vậy nó chết. Tao nói mày nghe, con vợ đẹp thì không như mày không nói, còn vợ tao xấu quắc à. Tao nói quýnh bài tiến lên đó mà nó thua ba bích nữa. Ba bích là xấu nhất rồi, mà nó thua ba bích nữa. Xấu lắm. Xấu cỡ này không? Xấu, trời ơi, vợ tôi là xấu cỡ này mày nhầm nhòa gì? Nó phải là sao? Ông Bảy. Ôi da. Ông Bảy. Ông Bảy. Đừng đi. Ông Bảy đi. Tôi đã đuổi ông ra khỏi nhà rồi. Tôi đã biểu ông xách đồ đi ra khỏi cái xóm này. Tại sao bây giờ ông còn lết qua đây mở nhà người ta làm sao hả? Ông Bảy. Cái gì mà ông vậy? Kêu ông dạ hả? Dạ. Xấu hổ. Đứng lên đây. Vậy mà ông dạy tôi, ông nói ông trị vợ, ông dạy vợ thì sao mà bây giờ ông quỳ không giọng nổi? Quỳ đâu? Chứ còn gì nữa? Tại sao mỏi sao ngồi xuống chứ? Trời ơi, làm sao đi chị Bảy ơi, ông dạy chứ. Đứng lên nói chuyện ngay, đứng lên. Chị Bảy. Xích lại đây, đi đâu? Để cái vỏ xuống. Xích lại biểu. Mới du lịch về. Biểu. Hai. Chú Tám, chú nói làm sao?
Ông qua đây làm gì đây? Ông dạy tôi, ông dạy tập 1, ông kêu tôi quýnh đi. Tập 2 vợ tôi sẽ quỳ dưới chân, bây giờ vợ tôi không có quỳ nữa. Mà nó sẽ gói nó đi rồi. Trời đất ơi. Đâu rồi? Chạy đồ mất tiêu rồi. Chúng ra. Chạy đâu đây? Nó qua cái đồ đầy đủ không chứ bộ? Trời ơi, ông ra đây, ông ra đây, ông ra đây, ông ra đây. Ông ngon quá ha. Ở nhà đó ha. Tôi nói một tiếng ông không dám trả lời, bây giờ ông qua đây ông dạy. Dạy người ta vợ. Dạy người ta đó dạy ông về nhà, ông biết tay tôi, ông biết tay tôi. Rồi, được rồi, chị được rồi. Mày ơi. Chị mày ơi. Ủa chuyện gì vậy? Chứ tự nhiên mọi người trong nhà tôi đâu vậy? Ủa gì vậy? Chị mày ơi. Chuyện gì vậy? Đây là nhà của tôi. Ủa, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi chị mày ơi. Chuyện gì vậy? Vậy? Chuyện gì? Đâu quánh em nữa hả? Đâu quánh em nữa. Ông mà dám quánh em nữa hả? Em nghe lời chị. Em về em quánh mũ đầu trước rồi. Phải vậy. Làm sao mà có cơ hội quýnh em nữa chị. Đúng rồi. Trời ơi, em vừa canh ống ngủ, em cắt bốn cái góc mùng, em đặt ống xối xả luôn. Rồi sao? Ông đi cấp cứu rồi. Trời ơi, em nó quánh gì mà tàn nhẫn vậy trời. Chưa đâu chị ơi, cô y tá ra nhắn với em là chồng em tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi. Anh nói á là chừng nào anh xuất viện á là anh ly dị em. Tôi hiểu rồi, đừng có làm ôm sùm trong nhà nữa. Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Chị á thì tôi dạy người ta đánh chồng, còn ổng không dạy người ta đánh vợ. Chuyện mấy người nè, mình làm ơn trả vợ lại giùm tôi. Trời ơi, trời ơi, vợ tôi đâu hả? Điêu đi, bà đi dạy người ta cho người ta đánh chồng người ta, bây giờ ly dị thấy không? Ly dị cho ông hay quá hả? Ông dạy sao bây giờ vợ người ta bỏ nhà đi rồi, ông thấy không? Vợ tôi đâu? Bây giờ tôi nói cho bà biết. Nói cái gì? Trả vợ cho tôi. Tôi ly dị. Thế này, nói gì cái đàn ta trước? Nhà của tôi mà. Tao ly dị đây. Tôi cũng ly dị với ông. Tôi cũng đại mạo với ông. Đường ai đây đi? Đường ai nấy bước. Vậy đi. Lại. Lại ơi. Tưởng anh đi luôn rồi. Anh Hào đứng làm đi, người ta nhìn người ta cười kìa. Chạy nó. Còn mấy người này nè, đuổi ra khỏi nhà này lập tức. Mấy người này không có người nào nên thân nên hình hết. Thôi, em giải quyết đi. Thôi. Anh Bảy, chị Bảy. Thôi, em nói nghe nè. Bây giờ thì em hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi. Theo em thấy á, giống như hồi xưa đó. Vợ chồng em như vậy mà vui. Chồng nói thì vợ nghe. Vợ nói thì chồng nghe. Như vậy mình không có tranh cãi với nhau. Sống như vậy mới bền, phải không mình? Vợ ơi, bây giờ vợ nói câu gì nghe cũng đúng hết trơn á trời. Chị Tám, sao đó chị không dạy em sớm vậy đi? Để em nghe lời chị sớm, em về em từ từ em khuyên nhủ chồng em, thì đâu ra thân đời vậy. Giờ nghe lời chị Bảy thì chồng em đòi ly dị em nè. Ổng mà đuổi em cuốn gói em qua nhà chị em ăn dạ luôn á. Ừ vậy đi. Tại ổng á. Bà. Tại ổng chứ còn gì nữa. Cãi bây đúng giờ mà. Khuyên nhủ người ta sao bây giờ gia đình mình sao tháo đi nè. Thôi. Tôi hối hận quá. Tôi cũng mắc cỡ. Trời. Tôi còn mắc cỡ hơn bà. Tôi nói bà nghe. Bà nhìn gia đình người ta hạnh phúc đi. Tôi với bà tập lại giống người ta được không? Giống vậy hả? Ừ. Hay là không có ai ăn hiếp ai nữa hả? Không ai trèo nộn cổ ai hết. Coi như, chúng coi như mình phải là vợ chồng bình đẳng. Không phải ôm tôi đi trời ơi, ở gì vậy trời. Sai thật ra tôi đâu có sai, tại miếng môi ngon làm cho cái miệng nó thèm, tại thằng bạn tôi quá vui nên tôi mới uống, tại cô chủ quán bán rượu thiệt quá dễ thương. Buổi sáng bia lon bia ngon mình chơi mấy lon, trưa trưa nắng lên lai rai tươi mát một thùng, buổi chiều buồn hiu liu riu ta chơi một lít nhậu luôn tới sáng. Chiên hú ơi say chén rồi ta nhậu tiếp, nhậu hết đêm này nhậu tiếp, nhậu liếp ba ga vô. Ta uống cạn ly buồn chi vui đi bạn hiền, đời trai xá chi cho ngon bằng ly rượu đế, uống cạn
cạn ly này đông đầy tình nghĩa đệ huynh. Vậy thì ta cứ nhậu đi, rượu ngon cạn chén, uống cho quên đi sự đời. 1, 2, 3, vô! Vô, 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 trước lạ sao quen nha. Vô, 1, 2, 3, vô! Chơi luôn. À, đã quá, này vui quá. Em ơi, chủ quán, chủ quán. Dạ. Dạ. Ủa? Anh kêu phục vụ mà. Hả? Anh kêu phục vụ mà. Thì em phục vụ đây nè. Bộ mặc đồ lè lẹt có gì? Cái hầm này hồi Tết năm ngoái má mua đó mà chưa kịp mặc cho nên là hôm nay lấy ra mặc. Con bộ một bà. Con bộ cái để dành đó. Đầu quá ha. Em. Dạ. Cho anh mượn cái menu đi. Không, anh đừng có lo. Cái quán thấy vậy đó, thấy là quán gỗ rồi, ghế gỗ rồi, chứ thật sự là cái quán này bán đồ ăn cao cấp không à. Không có cái me chua gì của anh mới kêu đâu. Có đâu. Có. Ủa, quê quá mày. Hả? Cái menu thì em ở quê mà, em đâu có ở đây đâu, em lên em làm. Phải diễn sâu quá anh. Hả? Sâu xa xôi quá. Cái menu là cái thịt đơn á mà bánh bèo ơi. Thịt đơn á hả? Ừ. Bánh bèo này thiệt mệt ghê. Em đốt em nuốt rồi. Tại vì em thuộc hết trơn à, không có cần giữ nữa, cầm mỏi tay lắm mà. Như vậy mình phục vụ khách không có được. Nên là bây giờ mấy anh kêu cái gì đây là em kể lên luôn á, từng hương vị của từng món luôn á. Có cái gì, có cái gì, có gì, chế biến cái gì, vậy 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 là em bỏ vô một lượt. Là ra món ăn thì không cần là có menu. Bây giờ nè, dạ. Em nói em thuộc đúng không? Dạ. Bây giờ quán có cái gì em thử nói anh nghe coi. Vô, ra vỗ tay cổ vũ em đây cổ. Dài, dài. Cổ vũ em đây. Cái quán của em trên rừng dưới biển, tất cả đều gồm hết trong cái quán này. Hết. Hết rồi. Ngắn ngủn vậy? Cái gì mà nó ngắn ngủn, nó đoạn hậu vậy em? Không đoạn đâu, thấy nó hai câu mà nó chứa hết tất cả những quán ăn trong này. Trên rừng là cái gì, thịt rừng, dưới biển là gì, hải sản, tất cả đều có trong quán này. Cái gì thấy ghê vậy má ơi, quán kỳ vậy, quán nguy hiểm quá. Như vậy thôi, mình bây giờ thời buổi này ngắn gọn, xúc tích, không cần nhiều mất thời gian. Bây giờ vậy nè, bây giờ em vô em coi coi có món gì ngon em đem ra cho anh. Anh yên tâm đi, không ăn gì. Không, em đừng... Tụi em không có từ chối được. Rồi thôi biết rồi. Thái độ như vậy là chị cũng biết tụi em ăn cái gì rồi. À, em anh ăn coi như thịt ngang đúng không? Tụi em ăn gì? À, tụi em trao đầu vào nhau coi như là không đếm xỉa tới chị để cho chị quê như vậy. Được rồi, chị sẽ cho các em ăn lẩu đồng quê. Ở đâu thả ra nhiều trời. Thôi thì vô cùng. Thôi vô đi anh đây. Vô, vô đi anh. Em đây quên rồi. Em đây. Anh đi tìm em đây kìa quán ơi. Bà con cô bác ơi, có ai thấy kìa quán của tôi đâu không? Kìa quán. Ủa em. Anh đã bao đêm bao ngày mong ước, ta sống bên nhau trong hạnh phúc em. Những ai nỡ gây cho mối tình ngang trái, để tình chung thủy, nay đành lỡ làng. Quanh ơi, nhất trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong nghẹn ngào nức nở. Khi gặp lại nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Quanh nơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Hai được. Hay dạ quá. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Ê, nghe nè. Dạ. Có kẹo kéo. Bà kẹo kéo hả? Dạ. Ê, nó nghe nè. Dạ. Giờ anh cho mày 200. À? Mày cho anh mượn cái mi hát được không? À, được chứ, có tiền là được hả? Rồi, đây. Dạ, mượn mi nè anh. Ê, giờ dạ. Lấy thêm cái đi. Ủa,
Chi vậy anh? Sông ca. Ồ vậy hả? Ý của anh chưa tiền đâu. Đưa tiền trước đi. Tôi chưa đưa mi đâu ơi. Tiền đưa tôi trước đi. Chắc ăn. Nè 200. Dạ cảm ơn. Đây. Ê ê. Dạ. Giờ nó nghe nè. Mày mày còn cái nào giống vậy nữa không? Nè. Ba cái luôn. Yên tâm. Rồi. Dạ. Bây giờ anh kêu mở nhạc là mày mở nhạc mà hát nha. Nhưng mà với điều kiện là mày hát anh nhép. Được không? Thôi sao kỳ vậy? Mày hát hay tao, mày khùng quá. Ủa vậy hả? Tao hát mà nghe hả? Ờ, nhưng mà để chi? Để chi chuyện đó chuyện của tao. Nói chứ con nhỏ tươi lắm mẹ ơi, nhỏ phục vụ tươi lắm, giờ anh đang cua đó. Ừ, thiệt ra vậy hả? Núp ở trọng. À, núp trong đó. Bài gì? Dạ. Khi nào hát tao sẽ báo mày. À. Mày ở trọng mày nhép. Ở lộn mày hát tao nhép. Ờ à, vậy hả? Cầm đi, cầm đi. Rồi. Rồi, đi vô trọng núp đi. Dạ. Rồi chừng nào kêu hát nha. Dạ. Rồi rồi rồi, đi. Dạ. Đi, đi. Chơi chơi liền. Chơi chơi. Em xuống cả nhà mày. Mày điên hả? Em ơi, có mồi chưa? Qua đó rồi, qua đó rồi. Dạ. Rồi xuống. Anh có chuyện quan trọng nói với em. Hả? Thấy cưng quá hả? Em như con búp bê á. Trời ơi. Sao mà ca với anh nha. Nó sáng hơn cái mặt anh nữa đó nghe. Bú quế nó sao mày? Có xem nó vậy à? Đây. Bo cho em. Trời ơi. Sao bo em chi? Thứ nhất là em dễ thương quá, thứ hai là bo cho em để em xong ca với anh, hiểu không? Xong ca? Ừ. À, có nghĩa là anh mướn em làm ca sĩ. Đúng rồi, coi như trả tiền cách xê. Trả tiền giá. À, cầm đi, đừng có nói gì đi. Rồi. Cảm ơn anh. Mình xong ca với nhau nha. Dạ. Rồi. Rồi em muốn hát bài gì? Hả? Em muốn hát bài gì? Đâu có muốn hát bài nào đâu, anh muốn thôi mà, anh kêu thôi chứ em đâu có muốn, với lại em đâu có biết hát. Mất luôn 500 luôn rồi. Anh muốn rồi anh đưa tiền rồi anh kêu cầm thì tôi cầm thôi. Em hát bài gì cũng được, em hát bài anh gì muốn hát với em thôi, em hiểu không? À. Ý. Có. Có không? Có một bài. Bài gì? À, bài đó ở dưới quê á. Bài gì dưới quê mà hát với cái người đó dễ thương lắm. Bài gì anh cái hát bài đó hay lắm. Bài gì? Hát với cái người đó xứng lắm. Với anh sợ không có hợp lắm. Cho nên anh phải cố gắng lắm. Tôi thấy mà là bà là tào lao lắm. Bây giờ bà hát bài gì? À, miệt vườn quê em. Miệt vườn quê em. Anh thuộc không? Thuộc. Thuộc. Ủa ai á? Hả? Ủa ai bè vậy? Đâu có bè đâu. Cái này là anh chỉnh eco. Không, cái giọng của anh nó đục ngầu, giọng nó trong mắt à. Đâu, cái giọng này giống như chưa có lóng phèn, còn cái kia quậy phèn nhiều rồi. Qua mái là nó trong hả, à, hiểu không? À vậy hả? Lát không tin anh hát lên là nghe cái giọng biết liền. Vậy đó hả? Ừ, được không, được không? Chuẩn bị nha. Dạ. Nhạc. Nhạc. Đưa nhau về với miền vườn. Mùa xuân này em hứa với anh. Kể em nghe chuyện của đôi bờ, nhớ thương nhau chỉ biết chờ con nước, chuyện qua lục bình tím tím dọc miền quê, chuyện dần tranh khuya đi lạc trong vườn, đóa hoa quỳnh nở muộn mơ trong đèn ngồi đêm. Đưa nhau về với miền vườn, về thăm miền cổ tích quê hương. Mái tranh xưa còn đó má tao tâm cho mình. Buông ra! Ba. Là làm cái gì kỳ vậy? Mày điên hả? Hả? Đang hát chưa xong rồi mày tắt nghẹn chi vậy? Không hát cho nó hết trơn á. Mày không hát, cho 200 nữa nè. Không! Không có tiền nữa, giận quá mà. Làm gì giận? Tại sao dê dê người ta? Tại tao thích. Thích cái gì? Thích nó. Sao thích được? Tại vậy được. Cái cô của ai không? Trời ơi, của ai đâu, có ai đâu. Còn độc thân mày ơi. Vô hát chút xíu nữa. Tao không có độc thân gì hết. Tóm lại là không ca nữa. Không ca nữa. Bây giờ muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Cái gì? Hả? Muốn gì? Để anh giải quyết. Để anh giải quyết. Hả? Muốn gì? Mày muốn quýnh lộn cái gì? À. Vậy sao còn sao? Cầm ghế hả? À, còn sao? Ê. Hả? Cầm cái này giùm tao ơi. Gì vậy? Quýnh lộn đúng không? Ờ. Sao quen quá. Trời đất.
chịu hết nổi á, chịu hết nổi á. Mày chơi đi, tiền thuốc tao lo cho. Ngon lắm, chạy đi. Anh ơi, em lại hèn quá à. Hèn quá à. Nhưng mà anh để anh là ai vậy? Tự nhiên anh thấy ghê quá vậy, anh là ai vậy? Thấy chưa? Hả? Trời ơi. Cảm ơn. Thấy chưa? Hả? Tôi nói rồi mà. Nói gì? Cái cảnh đô thị này á, xà thành này á, không hợp với cô đâu. Nhưng mà anh là ai vậy? Sao tự nhiên anh quen mà anh là lạ, mà anh kỳ cục, anh ngộ, anh lạ lắm. Anh là ai vậy? Tôi nhất nè. Nhưng mà anh sao bữa nay cái lỗ mũi sao tự nhiên mũi lỏ rồi mà thấy ghê quá vậy nè? Thì anh nhớ em, anh không ưa sao cứ gặp hoài vậy? Ngươi tưởng tao ưa ngươi sao? Tao cũng không hề ưa ngươi. Vậy sao có lựa chỗ lầu xanh là ngươi vô chung với ta là sao? Ủa, tao thích lầu xanh, ngươi thích lầu xanh là cùng sở thích đàn ông thì thích lầu xanh thôi. Đàn ông cùng với đàn bà quanh đi quẩn lại cũng là lừa nhau. Lừa nhau rồi lại kêu đau rồi lại tìm nhau để lừa. Thôi mệt quá, tụi ông đâu? Dạ, có ngay. Dạ em là chủ quán này đây thưa khách quan. Dạ chào hai vị khách quan. Tụi ông à? Dạ. Ta ngồi chỗ nào? Dạ. Quán em mấy ngày nay bị càn quét quá cho nên còn có một cái bàn. Ai ra giá cao thì người đó sẽ được ngồi, ai ra giá thấp thì người đó sẽ bị đứng. Dạ. Vậy thì ta trả 100 lượng. 100 lượng. 300 lượng. 300 lượng. 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng lần thứ nhất.
500 lượng lần thứ hai, 500 lượng lần thứ ba, rút giá 500 lượng. 500 lượng. Đây. Đây, 500 lượng. Dạ, yeah, rồi. Hai vị khách quan sẽ ngồi chung một bàn. Hả? Không, trời đất ơi. Nghĩ sao mà ta ngồi chung với hắn? Trời, không chịu đất, đất không chịu trời, ta không bao giờ ngồi chung với hắn. Đúng vậy, ta cũng không chịu ngồi chung với hắn. Ta đứng. Ta cũng đứng luôn. Vậy thì để ta ngồi. Ừ, ngồi đi. Nói thiệt, nó kỳ vậy. Ê, như, nó sai sai cái gì phải không? Không phải sai mà quá sai luôn. Mình đưa tiền cho ông ngồi lần sau vậy ông? Đúng. Tránh ra, ông tránh ra, ông tránh ra, tránh ra liền. Trả 500 lượng đây. Vậy hai người có chịu ngồi chung không? Chịu. Xin đáp lý. Thank you. You're welcome. Thank you. Give me your mother. Hiểu không? Cảm ơn là đưa tiền cho tôi. Rồi, hai vị khách quan. Mỹ nhân của quả nhân đâu? Mỹ nhân số 1 xuất hiện. Là Dương Thúy Dụ, em xin kính cẩn chào hai tráng sĩ tươi xanh à. Đẹp quá. Ta xin chào mỹ nhân. Chào mỹ nhân. Ôi mỹ nhân đẹp quá nhưng mà hơi mập quá. Nhìn nó hơi thái quá chút. Mỹ nhân gái già. Ê biểu tráng sĩ, cho thiếp mạn phép hỏi tráng sĩ, thí dụ mà ở nhà tráng sĩ gặp bà ngoại của tráng sĩ thì tráng sĩ có gọi bà ngoại tráng sĩ là gái già không? Không, quá hổn. Tại sao có thí dụ kỳ cục vậy hả? Thế em thí dụ mà. Thí dụ không có thú vị gì cả. Tại vì em tên là Dương Thí Dụ, cho em với thí dụ. Trời đất ơi, đó là nó thí dụ không à? Em hỏi tráng sĩ nè. Tráng sĩ đi đến bất cứ một cái nơi nào mà người ta đờn ca hát sướng như vậy nè, gặp những cái mỹ nhân như tụi em vậy nè, mà tráng sĩ cứ cà nhoi như vậy đó, rủi á, mà tráng sĩ bị đòn, tráng sĩ bị đánh, thì tráng sĩ thấy như sao? Ai dám đánh ta? Ai dám đánh ta hả? Đánh chết rồi là ai đánh ta? Dám đánh ta hả? Hay là em thí dụ? Thí dụ không có thú gì, giờ thí dụ nữa. Tại vì em tên là Dương Thí Dụ, cho em lúc nào phải thí dụ. Tức quá rồi, thí dụ hoài à. Thí dụ mà ông voi làm bị đánh đó. Không hiểu. Đúng rồi, anh làm vẫn đánh không? Đó, anh thiệt rồi kìa. Anh nói thiệt rồi kìa. Trời ơi, cái này nó thí dụ là ông bị đánh thôi. Thí dụ anh thiệt, thí dụ hay nào? Trời, em đã nói với anh là em đương hỏi anh là em thí dụ mà anh nhoi mà anh bị đánh vậy. Anh tức không? Anh đánh thiệt mà. Anh thiệt nào, thí dụ hay nào? Anh đánh thiệt rồi nào? Trời đây nè, ta nói ta thí dụ. Trời ơi, đánh thiệt rồi. Anh đánh rồi kìa, anh thiệt rồi. Nói nghe, còn nhoi nữa là còn bị thí dụ nữa đó. Thôi. Đau vừa đủ dùng rồi. Dạ, hai khách quan có chịu mỹ nữ này không ạ? Đối với ta, mỹ nữ này rất đẹp, rất dễ thương, rất duyên dáng. Nhưng so với ta, hơi cứng. Nghĩ sao có duyên dáng vậy trong giờ trời ơi, giữ với bà Trăng vậy đó. Vừa đủ dùng. Nếu như mà ta ngồi với mỹ nữ thì chẳng khác nào người ta nhìn vô là phi công lái máy cài. Cho nên ta xin phép chắc không ngồi chung với nàng. Không chịu kìa. Không chịu thì bà lui cung đi. Bà ra bà cứ thí dụ rồi bà đánh khách hoài. Thôi lui cung đi bà. Đi vô luôn đi. Mà mỹ nhân gì thế ớn vậy ông nội? Dạ, nếu mà hai khách quan không đồng ý cái mỹ nữ này thì ta có một mỹ nữ khác. Đúng rồi, phải lấy một mỹ nữ khác đi. Mỹ nữ nhỏ nhắn hơn. Mới ra ta thấy nó sai sai, nó lỗi sao á. Mỹ nữ mà phiên bản lỗi, phiên bản sai trầm trọng luôn à. Dạ, vậy thì mỹ nữ số 2 ra đi em. Ôi
đẹp quá, đúng là mỹ nhân của quả nhân đây rồi. Dạ, em xin cúi đầu chào hai tráng sĩ. Ôi, lịch sự lễ phép quá, thương quá. Phiên bản này không sai và cũng không lỗi. Ta ta xin chào mỹ nữ. Chào mỹ nhân. Em xin cúi đầu chào hai chàng. Trời ơi, mùi mùi kiểu đâu vậy? Trời ơi, mùi kiểu đâu vậy? Trời ơi, mùi gì mà mình nghe mùi là thấy tới rồi. Khép lại. Ông đúng không? Hả? Ông phơi kiểu hả? Nhận làm kiểu anh lớn hả? Kiểu. Dạ. Hai khách quan lúc nào người của nó cũng toát ra cái mùi kiểu hết. Nàng vừa bung cánh ra, tao muốn hát bài đến rồi đến trong tim mọi người. Sao chàng ơi, chàng có thích em không? Không cần đến ngày Tết mới có kiểu đâu, mà đối với em, nếu chàng ở gần em, ngày nào cũng là Tết. Bởi vì lúc nào, giờ nào, phút nào em cũng có mùi kiểu. Ôi, đừng khép lại. Ta rất thích hình nền của nàng, nhưng thật sự là chưa đến Tết cho nên ta không muốn ăn kiệu. Dạ, hai khách quan có chịu mỹ nữ này không ạ? À? Tiễn khách. Thôi tiễn vào. Thật sự là bây giờ ta chưa thích ăn củ kiệu. Thôi đi vô đi. Bề ngoài sắc sảo thế thôi nhưng trong nội thất nặc mùi làm sao. Đi vô khép lại. Vậy thì em vô hả? Đi vô đi. Dạ, một lần nữa xin hai tráng sĩ, em xin phép được lui. Vô. Trời ơi, ô nhiễm môi trường quá rồi. Trời ơi, đừng muốn nữa. Ôi trời, hết chị. Chị, sao ta thấy hình như là ông thu gom toàn là phiên bản lỗi, phiên bản nó sai không vậy? Trời, ông gom rồi cốc ổi miếng ghim đâu vô không vậy ông nội? Mỹ nữ số 3 xuất hiện. Là tuyệt vời. Thơm quá. Dạ, em tên là Dương Thúy Kiều. Em xin chào hai anh. Dạ, xin phép hai anh cho em được kiều. Kiều nàng ơi, đừng kiều mà. Thúy Kiều. Kìa, nàng ơi. Hãy ở lại đây. Nàng ơi, ở lại kiều. Cái gì mà đảng hậu vậy? Tự nhiên ra cho em là cái kiếu gì vô luôn làm sao vậy? Vậy là sao hả Tú không? Dạ, nó tên là con kiếu mà. Hãy nó gặp khách cái là nó kiếu vậy thôi à. Gặp như không gặp giống nổi. Ở đây nó đặc chủng gì đó. Một con dụ là dụ người ta để đánh. Một con kiệu là làm cho người ta sợ. Còn một con kiếu là không bao giờ đụng được nó. Vậy đó hả? Nó gặp là nó kiếu, vậy đó. Bây giờ ta muốn gặp nàng thì sao? Hey, thích nàng quá. Ta thấy hình nền của nàng không hề bị lỗi. Nè, mà sao nàng cầm đàn tì ba mà đờn như là đờn guitar? Bởi vậy mới giống mà. Trời đất ơi, cái đó là hình nền thôi à. Chứ cái nhạc chờ nó khác hẳn, hiểu không? Ta thích nàng quá, giờ ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp đúng nàng. Rồi, ta cũng muốn gặp nàng. Ai tới đây cũng thích con kiếu hết á. Đúng rồi. Nhưng mà muốn hốt con kiếu phải qua hai cái con kia. Hả? Là phải qua hai vòng thi. Hả? Vậy chứ hai tráng sĩ có muốn dự thi không nào? Muốn. Đương nhiên là muốn rồi. Tới đây rồi, leo lưng cọp là phải leo luôn, chơi luôn. Rồi, vậy cuộc thi sẽ bắt đầu. Bây giờ đóng tiền lệ phí. Bao nhiêu? 500 lượng. Ăn thịt ta luôn đi. Ăn thịt ta nè. Nghĩ sao mà thi mà tốn tiền 500 lượng lận hả? Trời ơi, cha ơi cha. Muốn tổ chức một cái cuộc thi tốn biết bao nhiêu tiền. Có 500 lượng mà. Mà tiếc lên tiếc xuống. Bây giờ muốn gặp kiếu không? Ta muốn gặp kiếu. Ta đưa cho ông 500 lượng. 500 lượng nè. Rồi, hai thí sinh Kim Tan và Mã Giám Định, hãy chuẩn bị. Cuộc thi bắt đầu. Vòng 1, mời ban giám khảo. Trời ơi, mày khép lại chị ơi.
Rồi, đây là ban giám khảo. Xin ban giám khảo hãy cho đề thi vòng 1. Dạ, em muốn hai tráng sĩ hãy hát một cái bài nào đó có mùa xuân và có chúng em. Là sao ta không hiểu? Em như cô gái hãy còn xuân trong trắng thơ ngày chẳng bụi trần. Dạ, hãy hát cái bài nào có chúng em và mùa xuân. Cái bài đó có phải là bài Gái Xuân không? Dạ đúng. Có nghĩa là bây giờ một ca khúc khi mà ta hát ra trong đó phải có từ gái và từ xuân, có đúng vậy không? Dạ đúng. À, ta đã hiểu. Thi bắt đầu. Thí sinh thứ nhất. Đêm qua cô gái mê trai chèo xuồng sang sông, bên sông trai làng nghe thấy chạy xa mịt mù. Còn lại cô gái già một mình mùa xuân đang lướt mau, gái già trông thấy đau đớn, mình ắt thích ghê. Thí sinh thứ hai, Kim Tang. Cô gái hiền nằm chờ xuân sang, trông thấy thằng sồn sồn đi ngang, bỗng nhiên cô gái la làng, thằng kia đồ vô giám định, xôi người gây xuân, ôi thằng mất nết khùng điên, ôi thằng mất nết nó khùng điên. Dám dám chửi ta phải không? Thí sinh, người đâu? Không có được gây lộn ở trong chỗ cuộc thi, mời ban giám khảo cho ý kiến. Dạ, em thích chàng này. Ôi, chàng vừa xinh trai mà lại vừa có trái tim nhân ái. Chàng không nói em là gái già mà chàng đã chuyển thành từ già thành hiền. Ôi, em xin cảm ơn tráng sĩ. Chứ không phải như cái chàng này. Cái con quỷ này nó vừa mớm mà nó xấu mà nó còn độc ác nữa. Trời ơi, đó người ta già, người ta đã đau buồn rồi, đúng không? Người ta đã không vui rồi. Vậy mà nó còn sỉ nhục người ta, mà nó còn cười nữa. Nè, thôi, tuyên bố đi. Dạ, em xin tuyên bố Kim Tang thắng cuộc. Đa tạ nàng. Rồi, cảm ơn ban giám khảo. Em xin phép chàng em lui. Em khép chắc lại rồi. Mày khép rồi nó mà nghe không nổi. Chịu không nổi luôn á. Thôi, vòng 1 đã kết thúc. Các thí sinh có muốn tiếp tục vào vòng trong hay không? Chắc chắn là phải muốn rồi. Lỡ leo lên cọp phải leo luôn chứ sao? 500 lượng. Ăn hết tụi đi. Vì 500 lượng mà vậy? Không thi thì thôi. Thôi được rồi. Rồi chơi luôn. Đi. Rồi. Đây rồi. Vòng 2 bắt đầu. Mời ban giám khảo. Đây là màn thi đấu tay. Hèn chi ta nhìn nàng rất mạnh mẽ. Trời ơi, ta đồ vật với Phạm Văn Mách sao? Trời ơi, biết sống mà khỏi ung lương nào không? Bây giờ thi không? Thi đóng tiền là phải thi chứ. Trời ơi. Trời ơi, chuột cống nè. Chuột bạch nè. Trời ơi, chết rồi. Chị cống tha cho em bạch nha, chị cống. Giữ tôi cái nhẫn ra. Anh chưa chuẩn bị, anh chưa chuẩn bị á chị cống, làm lại với em nha, em chưa chuẩn bị chị. Lúc nào cũng vậy, thi là lúc nào phải trong cái trạng thái. Bị em lo nói chuyện, em đâu có nói. Ai biết nhiều chuyện, thí sinh là tập trung vô thi đi chứ. Tại nhìn con chuột chìm sao, chặt chưa vô thi mà em đâu chưa chuẩn bị mà. Lần thứ ba nữa là thôi, bây giờ chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nè. Gồng lên, gồng ráng gồng lên. Gồng chưa? Gồng rồi đó, anh gồng nè. Này là chuột gì? Nè chuột bạch. Này là chuột gì? Chuột cống đó. Rồi đó, thua rồi đó. Này. Đến phiên ta phải không? Đây ngồi đây. Thôi được rồi, hãy lên ghế ngồi. Thôi 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 không được, cái môn này là phải ngồi vậy chàng. Ngồi đây. Nàng thích ngồi vậy à? Thích vậy đó. Vậy có... nàng thuận tay trái hay tay phải? Tay gì em cũng thuận hết trơn á. Ta nhường nàng trước đó. Vậy hả? Trời sao chàng dễ thương quá vậy. Ngồi đi. Vô chàng. Rồi. 1 chắc. 2 3
của giống dân chơi bán đồ hàng hả? Thua rồi. Thua là thử mình để lên cái mình tự bật xuống được. Trong bán giám khảo sắp đặt rồi, cái này là bán giám khảo có sự sắp đặt rồi, cuộc thi này có giải sẵn rồi. Sắp đặt là sắp đặt sao? Thi chứ không thi vậy, tiền bằng cái để tay là đặt xuống rớt xuống là tiền thua là sao vậy? Lúc nào đối với những người đàng hoàng đạo đức là người ta phải thua. Thì còn với những thằng cà nhoi vậy, thí dụ á, mà nhoi nữa là bị đập nữa tính sao? Thí dụ như sao? Thì biết tại sao thua không? Sao thua? Thua tại cái tật ngu với lại làm phách. Phách nhầm phách này nào? Không đem tiền ra hả? Đập vô trong mặt người ta. Còn hả ngu á là tại vì đi thi mà chửi giám khảo hoài đồ ngu. Sao phách trên đường nè? Phách trên đường, phách trên đường. Phách cái gì? Cái này người ta thí dụ bị đòn thôi. Thí dụ là quýnh kiểu sao đâu? Sao mà thí dụ hay nào mà? Sao thí dụ? Ông nói tức quá trời, thí dụ hay trời. Rồi nữa hả? Thí dụ? Thí dụ bị đòn thế nào? Trời ơi! Ta tuyên bố Kim Tàng thắng cuộc. Thu không? Cái gì? Ta muốn lội ngược dòng. Chương trình này không có cho lội ngược dòng. Lội ngược dòng, tấm lội ngược dòng mà. Không, chết đuối rồi, lội chi nữa. Dạ. Thôi, ve về nhà đi. Trời, tại sao vậy? Cho 500 quan cho ta lội được không? Hả? 500 quan hả? À, lội. Mùa sau tới dự thi nữa nha. Trời ơi, tiền mất, tật mang, tốn mấy ngàn quan. Bây giờ quan mang không định hướng à. Dạ. Đi về ngõ nào? Ngõ này. Ngõ này hả? Ủa sao về ngõ này? Nhà ở hàng xanh là ngõ đó. Hàng xanh thì ngõ này hả? Ờ. Trời ơi, tức quá trời ơi, trời ơi. Trời ơi, xui gì mà muốn ăn cái cây nữa đó. Trời ơi, đau quá. Thi hoài, thua hoài, bị đánh hoài. Kim Tàng, Tráng Sĩ đã thắng. Chờ một tí. Thí Kiếu, ra đi em. Dạ. Thưa Tráng Sĩ, trước khi diện kiến Tráng Sĩ, em xin được nói một điều để Tráng Sĩ hiểu. Tủ quán của chúng em là nơi để bán nghệ chứ không phải là bán thân. Cho nên em cũng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nơi đây chỉ dùng để đờn ca tài tử, hát sướng mua vui mà thôi à. Vậy à? Gặp chàng thiếp ngỡ là mơ. Bao năm chàng vẫn cứ chờ thiếp sao? 15 năm chẳng là bao, khi biết nàng chẳng hư hao chỗ nào.